Hôm nay sư sẽ giảng bài kinh đầu tiên trong kinh Trung Bộ Kinh. Nên đây là cái quyển kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ thì sẽ có 152 bài. Thì giáo pháp của Đức Phật này bao gồm có 5 bộ kinh Nikaya. Đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Kinh, Tương Ưng Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì Trường Bộ Kinh thì là những cái bài kinh nó rất là dài. Cho nên là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì các vị A-la-hán kết tập kinh điển, phân chia thành các cái kinh dài đấy, gom lại thành kinh Trường Bộ. Và những cái bài kinh trung bình, không dài không ngắn ấy, ở cái mức vừa vừa ấy, thì mới gom lại và kết tập hợp lại gọi là Trung Bộ Kinh. Tức là những cái bài kinh trung bình, không dài không ngắn. Còn có những cái bài Tăng Chi Bộ Kinh thì chia thành những cái chương, những cái phẩm nó rất là ngắn. Còn Tương Ưng Bộ Kinh là những cái bài kinh mà nó có cái sự lặp trùng hợp lẫn nhau, thì gọi là Tương Ưng Kinh. Còn Tiểu Bộ Kinh thì là những cái kinh nói rất là nhiều, rất là rộng về các cái vấn đề khác nhau, như là Thiên Cung Sự, Ngã Quỷ Sự, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, các cái câu chuyện tiền thân, rồi là rất là nhiều những cái vấn đề ở trong đó. Thì Tiểu Bộ Kinh là dài nhất. Thì vì kinh Trung Bộ có rất là nhiều những cái pháp liên quan đến pháp hành, và những cái bài kinh nó vừa mức độ của người học, cho nên là sẽ được giảng giải để phổ thông hơn các cái kinh khác. Nên thì nó là về kinh là sẽ học cả 5 bộ kinh, thì trong đó kinh Trung Bộ được coi là phổ thông nhất là vậy. Thì kinh Trung Bộ này có 152 bài. Thì hôm nay sư sẽ giảng cái bài đầu tiên trong Trung Bộ Kinh này, đó là kinh Pháp Môn Căn Bản. Thì cái lý do mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh đầu tiên Pháp Môn Căn Bản này, thì là theo như ở trong chú giải, thì đó là thời đấy có một vị Bà La Môn cũng đã đi xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo và chuyên tâm về pháp học. Thì vị đấy đã học thuộc lòng cả Tam Tạng Kinh Luật Luận một cách rất là nhanh chóng dễ dàng. Thì sau đó thì vị đó trở về, vị đó lập lên một cái tịnh xá của riêng mình và giảng dạy cái pháp học của mình. Và vị đó thâu nhận rất nhiều đệ tử, có khoảng 500 đệ tử cũng đến đấy xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo và cũng tiếp nhận cái pháp học của vị đó. Thế là vị đó có 500 đệ tử cùng học thuộc lòng Tam Tạng Kinh. Thế cái thời ngày xưa mà học, cái trí nhớ của con người rất là cao. Lúc đấy chỉ cần nghe truyền tụng, tức là chỉ học bằng truyền khẩu thôi mà người ta mà có thể học thuộc lòng được Tam Tạng Kinh rất là dễ dàng và rất nhiều. Các vị tỳ kheo thời đấy cũng học thuộc được Tam Tạng Kinh. Thì cái lúc này cái vị tỳ kheo này và tất cả những cái vị đệ tử của các vị ấy, khi mà học thuộc lòng Tam Tạng Kinh thì có một cái ngộ nhận, nghĩ rằng là giáo pháp của Đức Phật chỉ có như thế thôi. Và các vị đấy nghĩ rằng mình học hết được cái tư tưởng của Đức Phật rồi thì mình cũng ngang bằng với Đức Phật. Và các vị đấy một thời gian rất là dài không đến yết kiến, đảnh lễ và nghe pháp từ nơi Đức Phật nữa. Và các vị ấy sống riêng biệt ở cái tịnh xá như vậy, và có cái tâm ngã mạn, nghĩ rằng mình như thế đã làm xong cái phận sự sa môn rồi. Cho nên là một lần thì Đức Phật đã đi đến cái khu vực đấy, gặp các vị tỳ kheo đấy. Thì Đức Phật muốn phá vỡ những cái ngã mạn, những cái hiểu lầm của các cái vị mà mới chỉ có pháp học này, bằng cái cách Đức Phật gọi các vị đấy lại và thuyết cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Thì cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản này sau khi được thuyết giảng xong thì cả 500 vị tỳ kheo này không hiểu gì luôn, không hiểu. Và đây cũng là cái bài kinh đầu tiên sau khi mà thuyết giảng xong thì 500 vị tỳ kheo này không hoan hỉ, vì không lĩnh hội được, không tín thọ cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhưng đó cũng là một cái nền tảng, một cái nhân duyên
khiến cho các vị đấy dứt bỏ được cái lòng ngã mạn, dứt bỏ được cái kiêu mạn về cái pháp học của mình. Và sau đó ở vào một cái thời điểm khác, tại một cái ngôi đền Gotama, thì Đức Phật đã thuyết giảng một cái bài kinh, cũng được gọi là cái bài kinh Gotama Cá. Thì sau khi nghe xong một cái bài kinh đó rất là ngắn, thì cả 500 vị này đều chứng quả A-la-hán. Nếu mà các vị, nếu Đức Phật không giảng cái bài kinh này, thì các vị đấy sẽ cứ giữ, cứ chấp thủ cái chi kiến sai lầm của mình, cho rằng mình học được như thế đã là cao thượng rồi, thì các vị đấy sẽ không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên là cái bài kinh này là khiến cho các vị ấy có pháp học, bị dứt bỏ được cái lòng ngã mạn của mình. Và cũng chính vì vậy cho nên là cái nội dung của cái bài kinh này rất là thâm sâu, và người tu có pháp hành và chứng đắc thì sẽ liễu ngộ được. Vì cái thời đấy các vị đấy dù đã học thuộc lòng cả tam tạng, khi nghe bài pháp này cũng mơ hồ mà không hiểu được. Đấy là bởi vì cái bài kinh này rất là thâm thúy và sâu sắc, toàn nói về những cái pháp chân đế là như vậy. Thì cũng qua cái nguyên nhân mà Đức Phật nói cái bài kinh này, đấy thì mình cũng sẽ thấy được cái giá trị của cái pháp hành và pháp học nó khác nhau như thế. Dù một người có học rất là nhiều, nhưng nếu như mà không có sự thực hành thì đúng cái người đấy cũng chỉ giống như là muỗng hàng ngày, giống như cái muỗng ấy, xúc canh nhưng mà không biết vị canh là gì. Còn cái người mà dù có học ít kinh điển đi chăng nữa nhưng mà có cái sự thực hành thì cái người đấy cũng giống được ví như là một cái lưỡi nếm vị canh. Thì ngay từ thời xưa, thời mà Đức Phật còn tại thế, cũng đã trong tăng đoàn của Đức Phật cũng đã có hai cái đường nối tu, tức là có những người chuyên tâm về pháp học và có người chuyên tâm về pháp hành. Và những người chuyên tâm về pháp hành, về pháp học là cũng hay rơi vào cái sự ngã mạn. Và điều đó ngay từ thời Đức Phật cũng đã có. Ví dụ như là có một cái câu chuyện nói rằng có hai vị thiện gia nam tử là đôi bạn chí thân, sau khi mà rủ nhau đi xuất gia, thì một cái vị thì chuyên tâm về pháp học, học thuộc lòng tam tạng và trở thành pháp sư, còn một vị chuyên tâm về pháp hành và vị đấy trở thành một vị thiền sư. Thì cái vị pháp sư vẫn sống ở kỳ viên tịnh xá và hàng ngày vị đấy giảng dạy về cái pháp học cho các vị tân tỳ kheo. Còn cái vị thiền sư đấy thì ẩn sâu ở trong rừng núi và dạy về các cái pháp thực hành thiền chỉ quán cho các cái vị tỳ kheo tu tập sau. Thì các vị tỳ kheo lúc mới đầu tu tập thì đến thọ giáo với cái vị pháp sư, học về pháp học xong rồi lại đi vào trong rừng học về pháp hành với cái vị thiền sư này. Thì mỗi khi mà học xong cái pháp hành trở về kỳ viên tịnh xá thì vị thiền sư này mới nhắn cái lời là cho ta hỏi thăm đến cái người bạn là vị pháp sư đó của ta. Thì một thời gian sau thì cái người, cái vị pháp sư này bắt đầu sinh ra một cái tâm cũng ghen tị, có cái tâm bất thiện khởi lên, nghĩ rằng là có cái vị thiền sư này có biết gì về các cái kinh điển mà Đức Phật nói đâu, vị ấy có biết về những cái kinh trường hàng trùng tụng hay là những cái kinh vị tằng hữu như thuyết vô bấn tự thuyết, các cái kinh mà Đức Phật nói thì vị đấy đâu có biết. Thì khi nào vị ấy về đây ta sẽ hỏi xem vị ấy có biết về những cái pháp mà Đức Phật dạy không. Rồi một thời gian sau thì cái vị thiền sư này cũng trở về tịnh xá đảnh lễ Đức Phật xong rồi cũng có ý là sẽ đi gặp cái người bạn của mình là vị pháp sư để vấn hỏi, để hỏi thăm. Thì lúc đấy Đức Phật biết được ý định của cái vị pháp sư kia và cũng biết rằng là nếu như mà để cho hai vị gặp nhau thì cái vị pháp sư kia sẽ tạo ra cái ác nghiệp, đó là dùng những cái lời nạn vấn, cật vấn để chất vấn cái vị thiền sư này. Thì sau vì vị thiền sư này đã là bậc A-la-hán thì sau này vị đấy sẽ đọa vào địa ngục, cho nên Đức Phật cũng đã đi theo đến cái tịnh đến cái thất của cái vị pháp sư đó. Thì khi vị thiền sư vào thì Đức Phật cũng vào và các vị ấy mời Đức Phật ngồi. Thì lúc đấy Đức Phật mới hỏi hai vị đấy những cái câu hỏi đó là thế nào là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền,
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì những cái câu hỏi đấy thì chỉ có vị thiền sư mới trả lời được, vị pháp sư không trả lời được. Rồi Đức Phật lại hỏi đến cái sự chứng đắc của sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thì cũng chỉ vị thiền sư mới trả lời được, mà vị pháp sư thuộc lòng tam tạng không trả lời được. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng, dầu có nói nhiều kinh điển mà không hành pháp tùy pháp như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, dầu nói ít kinh điển nhưng mà hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Thì ngay lúc đấy Đức Phật tán thán cái người thực hành pháp, chứ không tán thán cái người mà học nhiều pháp, học nhiều mà không thực hành thì Đức Phật không hoan hỉ bằng cái người dù có học ít nhưng mà có sự thực hành. Thì cũng đây cũng là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã nói là cái bài kinh pháp môn căn bản này, khi mà có cả một cái hội chúng 500 vị tỳ kheo đã ngã mạn về cái sự pháp học của mình, mà ngay lúc đấy Đức Phật còn tại thế mà các vị đã khởi lên cái tâm ngã mạn rồi, cho nên Đức Phật mới nói là cái bài kinh này là một cái bài kinh rất là thâm sâu. Thì sư sẽ đọc cái đoạn đầu tiên. Thì trong cái nội dung của cái bài kinh pháp môn căn bản này thì Đức Phật nói về cái sự nhận thức, cái sự chi kiến, cái sự cái chi kiến, cái nhận thức, cái sự hiểu biết của hai hạng người, đó là hạng phàm phu và hạng thánh nhân. Người phàm phu có cái sự nhìn nhận về cái bản ngã và về cái thế giới nhân sinh ở xung quanh mình một cách sai lầm, nầm tưởng. Còn các bậc thánh nhân thì có cái sự nhận thức, có cái sự nhìn nhận, có cái sự chi kiến, cái sự hiểu biết về cái bản ngã của mình, về cái bản thân của mình, cũng như là cái nhân sinh, các cái đời sống, các cái cõi sống hay là những cái thế giới ở xung quanh mình nó khác hoàn toàn đối với phàm phu. Thì đấy là cái sự hiểu biết và nhìn nhận của hai hạng người, là một hạng phàm nhân và hạng thánh nhân, khác nhau hoàn toàn. Thì phàm nhân ở đây thì cũng có những cái người phàm phu mà không có được nghe giáo pháp, không biết gì đến chánh pháp. Cũng có những người được nghe giáo pháp nhưng chưa thực hành giáo pháp nên vẫn còn là phàm phu. Cũng có những người có nghe giáo pháp, có thực hành giáo pháp nhưng chưa chứng ngộ giáo pháp nên vẫn còn là phàm phu. Thì đấy là phàm phu cũng có nhiều hạng khác nhau. Còn các bậc thánh nhân thì cũng được chia ra thành nhiều hạng thánh nhân. Các bậc thánh nhân hữu học là những bậc chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, là những bậc thánh nhân chưa có hoàn mãn, chưa có viên mãn. Thì đó cũng là thánh nhân. Những bậc thánh nhân vô học là những bậc đã đoạn trừ hoàn toàn phiền não, nậu tận, thì đó cũng là bậc thánh nhân. Có những bậc thánh nhân là các vị Phật độc giác, có những bậc thánh nhân là các Phật, là các vị Phật toàn giác. Nhưng mà chia ra thì có hai hạng, đó là phàm nhân và thánh nhân. Thì trong cái nội dung bài kinh thì Đức Phật thì có Đức Phật thuyết giảng như thế này. Thì tôi nghe như vậy: một thời Thế Tôn trú ở tụ nạc Ukatha trong rừng Suphaga, rừng hạnh phúc, dưới gốc cây Sala Vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn căn bản tất cả pháp, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Những vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp của các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tưởng chi địa đại là địa đại, vì tưởng chi địa đại là địa đại. Người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, nghĩ đến tự ngã như là địa đại. Người ấy nghĩ địa đại là của ta, dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói, người ấy không nhiễu chi địa đại. Người ấy tưởng chi thủy đại là thủy đại, vì tưởng chi thủy đại là thủy đại. Người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến tự ngã như là thủy đại, nghĩ thủy đại là của ta, dục hỷ thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói, người ấy không nhiễu chi thủy đại. Người ấy tưởng chi hỏa đại,
là hòa đại, tưởng chi hòa đại là hòa đại, nghĩ ấy nghĩ đến hòa đại, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với hòa đại, nghĩ đến tự ngã như là hòa đại, người ấy nghĩ hòa đại này của ta, dục hỷ hòa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không niệm chi hòa đại, người ấy tưởng chi phong đại là phong đại. Vì tưởng chi phong đại là phong đại, người ấy nghĩ tự ngã đối chiếu với phong đại, nghĩ tự ngã như là phong đại, nghĩ phong đại là của ta, dục hỷ phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không niệm chi phong đại. Người nghĩ tưởng chi sanh vật là sanh vật, người ấy tưởng chi chư thiên là chư thiên, tưởng chi sanh chủ là sanh chủ, người ấy tưởng chi phạm thiên là phạm thiên, người ấy tưởng chi quang âm thiên là quang âm thiên, người ấy tưởng chi biến tịnh thiên là biến tịnh thiên, người ấy tưởng chi quảng quả thiên là quảng quả thiên, người ấy tưởng chi thắng giả a bi phù là thắng giả, người ấy tưởng chi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ là phi tưởng phi phi tưởng xứ, người ấy tưởng chi sở kiến là sở kiến, sở văn là sở văn, sở tư niệm là sở tư niệm, người ấy tưởng chi đồng nhất, người ấy tưởng chi sai biệt, người ấy tưởng chi tất cả, người ấy tưởng chi niết bàn, người ấy tưởng chi niết bàn là niết bàn, người ấy tưởng nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, người ấy nghĩ niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không niễu chi niết bàn. Đấy là cái nhận thức, cái chi kiến của phàm phu. Của phàm phu thì đấy là toàn bộ những cái nội dung cái bài kinh nói về phàm phu. Còn cái nhận thức của bậc thánh nhân thì sư sẽ nói sau. Bây giờ sẽ nói về cái nhận thức của cái người phàm phu là như thế. Thì cái này đó là một cái nội dung của cái bài kinh. Thì bây giờ là cái bài đầu tiên thì sư giảng chi tiết một chút về cả cái đoạn đầu một tí để cho mọi người hiểu ra. Ví dụ như là trong mở đầu một cái bài kinh bao giờ thì cũng có một cái câu này, như vậy tôi nghe, như thị ngã văn ấy, như vậy tôi nghe. Thì cái câu như vậy tôi nghe là một cái lời tường thuật lại của một cái người đã chứng kiến, đã tận là mắt mình đã trực tiếp nghe Đức Phật thuyết cái bài giảng này. Thì đó là Ngài Ananda khi mà thuyết kết tập kinh điển, thì Ngài đã thuyết giảng lại. Và khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì Ngài cũng nói là sau này tất cả những cái bài pháp của Đức Phật đều có cái câu là như vậy tôi nghe đặt ở đầu bài. Đấy, thì đó là Ngài Ananda là cái người đã nghe cái bài pháp này và thuyết, đã tường thuật lại cái bài này trong cái lần kết tập kinh điển. Và cho nên tất cả các cái bài kinh của Đức Phật đều có một cái câu đó là như thế vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn chú ở một cái khu nào, tức là một cái bài kinh mở đầu một cái bài kinh đấy thì bao giờ cũng nói về cái thời gian mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đấy, cái nơi chốn mà Đức Phật đã thuyết cái bài kinh đấy, cái đối tượng nghe cái bài kinh đấy và cái người thuyết cái bài pháp đấy và cái nội dung của cái bài pháp đấy. Đấy là có những cái yếu tố đầy đủ, các cái yếu tố như vậy để cho một cái bài kinh. Như vậy tôi nghe thì chỉ nói là một thời thôi, nhưng mà ngày đấy không nói đấy là ngày tháng năm nào cả, chỉ nói một thời chung chung. Và bài kinh nào cũng nói Đức Phật thuyết cái bài kinh đấy ở cái nơi chốn nào. Vậy thì phải có một cái nơi chốn, một cái chú xứ rõ ràng. Như cái bài kinh mà tứ niệm xứ, đại niệm xứ, Đức Phật thuyết ở cái chốn Kuru, một cái xứ Kuru, một cái xứ rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Còn cái bài kinh này thì Đức Phật thuyết ở cái tụ nạc, ở một cái, ở trong một cái khu rừng hạnh phúc, rừng Supaga, dưới một cái cây Thana Vương. Và cái bài kinh này thuộc về vô vấn tự thuyết, Đức Phật tự gọi các vị tỳ kheo đến và thuyết cái bài kinh này. Có những cái bài kinh các vị tỳ kheo đặt câu hỏi rồi Đức Phật mới thuyết, thì đấy là cái nhân duyên để Đức Phật thuyết cái bài kinh đấy. Là có khi Đức Phật tự thuyết, có khi là các vị tỳ kheo đến hỏi hay là đến thỉnh Đức Phật thuyết, về Đức Phật thuyết. Thì cái bài kinh này là như thế, Đức Phật tự gọi các vị tỳ kheo đến và thuyết cái bài kinh này. Và cái bài kinh này là kinh pháp môn căn bản của tất cả các pháp. Và cái người thuyết pháp là Đức Phật, và cái vị mà nghe cái bài pháp này là các cái vị tỳ kheo ở cái khu vực đó. Và cái câu đầu tiên mà Đức Phật nói này, các tỳ kheo ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân. Đấy, thì ở trên đời này sẽ có
những cái bậc, tức là tất cả những cái người mà có thể hiểu đúng, có cái trí tuệ hiểu đúng ở trên cuộc đời này, là những cái người được yết kiến các cái bậc thánh, tức là có đến gặp các cái bậc thánh, các cái bậc chân nhân, rồi sau đó mới nghe cái giáo pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân đấy, và tu tập theo cái pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân đấy. Như vậy mà các vị ấy mới có được cái chi kiến thủ thắng. Còn ở trên đời thì có những cái người do không thân cận, không yết kiến, không đến nghe pháp của các bậc thánh, các bậc chân nhân, cho nên cái vị đấy hay có những cái tưởng chi sai lầm, bị vô minh, bị tà kiến chi phối. Thì ở đây nói đến những cái người phàm phu ít nghe, do không thân cận, không yết kiến các bậc thánh và các bậc chân nhân. Vậy thì ở đây nói về các bậc thánh và các bậc chân nhân là như thế nào? Vậy thì các bậc như thế nào thì được gọi là bậc thánh nhân, và như thế nào thì được gọi là bậc chân nhân? Thì cái bậc thánh nhân thì đương nhiên phải là một bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế, được phân chia ra thành bốn hạng thánh nhân đó, từ cái bậc mà chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đấy thì mới được gọi là các bậc thánh nhân rồi. Còn các bậc chân nhân thì như thế nào? Một vị là thánh nhân thì đương nhiên vị đấy sẽ là bậc chân nhân, vì một bậc thánh nhân là đã đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp, và cái tâm sẽ hướng đến những cái điều thiện cao thượng, cho nên được gọi là bậc thánh nhân. Còn các cái bậc chân nhân là gì? Những cái bậc chân nhân là những cái bậc đấy cũng được gọi là những cái bậc thiện nhân, những cái bậc thượng nhân, hoặc là đó là những bậc thánh nhân. Vậy thì những bậc chân nhân có thể là bậc thánh nhân, hoặc các vị ấy có những đức tính của các bậc thánh nhân. Thì trong kinh Đức Phật cũng chỉ bày rõ ràng ra thế nào là chân nhân, thế nào là phi chân nhân. Vậy thì một cái người, mình làm sao mình biết được ai là bậc chân nhân, ai không phải là bậc chân nhân, ai là bậc chân nhân đáng để cho mình đến yết kiến, đến thân cận, đến để học giáo pháp, đến để thuần thục cái giáo pháp đó. Thế thì các mấy cái bậc chân nhân thì chỉ có người chân nhân mới biết được người chân nhân. Còn cái người phi chân nhân, hay còn gọi là tiểu nhân, ác nhân, thì không bao giờ biết được ai là chân nhân, ai là phi chân nhân. Thế thì Đức Phật đã nói về những cái đặc tính, đã nói về những cái tính chất của các cái bậc chân nhân, để cho một cái người có trí tuệ có thể nhận ra được đâu là bậc chân nhân. Ví dụ như một cái trong kinh Đức Phật nói bậc chân nhân là bậc không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đấy cũng là bậc chân nhân. Nhưng còn có một bậc chân nhân hơn cả chân nhân, đó là người đấy không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà người ấy còn khuyến khích, khích lệ những người khác không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó cũng được gọi là một cái bậc chân nhân hơn cả chân nhân, hay còn đại chân nhân. Thì ngược lại, đó là có những cái tiểu nhân, ác nhân, là những người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thậm chí người đấy còn khuyến khích những người khác làm những cái việc ác đó, thì đó là những cái người phi chân nhân, hay đó là ác nhân. Thì nó khác nhau hoàn toàn về hai cái hạng người như thế. Hay là một cái người chân nhân là người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Thậm chí người ấy còn khuyến khích cho những người khác có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đấy là những bậc chân nhân, mà còn là những bậc đại chân nhân, tức là chân nhân hơn cả bậc chân nhân. Còn những cái người mà tà nhân, ác nhân là những người tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, và còn khuyến khích cho người khác đi vào cái con đường tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định đó. Thì có thể nhận định như vậy thì mình sẽ biết được ai là chân nhân, ai là phi chân nhân. Cũng là một cái cách nhận biết được chân nhân với không phải phi chân nhân. Đây là một cái bậc chân nhân. Có cái đặc tính nữa đó, khi mà cái vị chân nhân đó sống ở trong gia đình, vị ấy sẽ làm lợi ích cho những ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nàng xóm, và những cái cả những cái gia đình và xã hội của những người xung quanh. Tức là vị ấy luôn luôn có cái khuynh hướng làm lợi lạc, lợi ích cho người khác, thì đó cũng được gọi là bậc chân nhân.
thì cái bậc chân nhân đấy, nếu là một cái người xuất gia thì sẽ luôn làm lợi ích cho giáo hội, cho tăng đoàn, cho Phật pháp, cho chúng sinh, thì đó cũng là những cái bậc chân nhân. Còn những người chỉ làm lợi ích cho mình mà làm hại cho người khác thì đấy là phi chân nhân. Hay là những cái bậc chân nhân là những cái bậc có thể được gọi là những bậc có giới, có định, có tuệ, có giải thoát chi kiến. Những cái vị ấy còn khuyến khích cho những người khác có giới, có định, có tuệ, có giải thoát chi kiến. Đó cũng có thể được gọi là bậc chân nhân. Còn những bậc phi chân nhân là những bậc không có giới, không có định, không có tuệ, không có giải thoát, không giải thoát chi kiến. Thì đấy cũng được gọi là những bậc phi chân nhân. Hay là những bậc chân nhân thì sẽ có một cái đặc tính nữa là dù vị đó có giới, vị ấy cũng không khen mình chê người. Vị ấy có định, vị ấy có tuệ, vị ấy có giải thoát, vị ấy có giải thoát chi kiến, nhưng vị ấy không bao giờ khen mình chê cười. Vậy thì cái bậc chân nhân thì là những người tán thán, những bậc đáng tán thán, dù được hỏi đến hay không được hỏi đến thì vị ấy cũng chủ động tán thán những người đáng được tán thán. Dù được hỏi đến hay không được hỏi đến, vị đấy cũng không bao giờ nói lên những lời tán thán về mình. Vậy thì bây giờ nhờ tôi thấy ai, dù là cái người đấy tu tập cao thấp như thế nào không biết, nhưng nếu như mà cái người đấy luôn luôn nói những cái lời tán thán về mình, dù có cơ hội hay không cơ hội, dù có người khác hỏi về những điều tốt đẹp của bản thân hay không có người hỏi những điều tốt đẹp bản thân, nhưng vị ấy luôn luôn tìm mọi cái cách, mọi cơ hội để được phô trương, để được khen ngợi chính mình, để tán thán về mình, để nói về những cái đức tính cao đẹp của mình, thì người đó không phải là bậc chân nhân. Bậc chân nhân không bao giờ khoe khoang, không bao giờ thấy có cái ngã mạn, không bao giờ thấy rằng mình làm những cái việc tốt khiến cho mọi người khác phải tán tụng, phải tán dương, phải ca ngợi trước mặt vị đó. Thì cái điều đó, vậy thì cái người nào mà hay khen ngợi hay tán thán về chính bản thân mình, hay chê bai hay phỉ báng hay công kích những người khác, thì người đó không phải là bậc chân nhân. Thì đấy là một cái cách để mình biết, nhận biết được ai là bậc chân nhân. Thế là bậc chân nhân có thể nhận biết được ở một cái cách khác nữa, đó là cái người đó cũng là trong kinh Đức Phật nói về cái người chân nhân có cái đặc tính, đó là cái người biết ơn, cái người nhớ ơn và biết ơn những cái người đã hộ trì, đã giúp đỡ cho mình. Người biết tri ân, biết báo ân thì đó là bậc chân nhân. Còn cái người mà không biết tri ân, không biết ơn, không biết đền ơn thì đó không phải là bậc chân nhân. Ví dụ như là trong thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một cái người chống đối Đức Phật. Các vị tỳ kheo đến mới khuyên Đề Bà Đạt Đa rằng là này Đề Bà Đạt Đa, hãy Đề Bà Đạt Tha, hãy tri ân đến Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn có ân đức lớn, cho nên là tôn giả mới có được cái pháp và luật này. Thì Đề Đạt Đa nói rằng không, vị ấy không có làm lợi lạc gì cho ta, dù là bằng cọng cỏ. Tất cả cái pháp này là do ta tự thọ trì, cái luật này là do ta tự thọ trì, ta không có mang ơn gì vị đó. Thì đó là phi chân nhân, đó không. Vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa không phải là bậc chân nhân, mà đó là ác nhân. Vậy thì ai cũng thế, sống ở trên đời, dù vị đó như thế nào, nhưng mà vị đó đã mang ơn ai đó mà vị đó lại quay lại để phản bội lại cái người mà đã thi ân cho mình, cái người mà đã giúp cho mình, dù là lớn hay nhỏ, dù là về vật chất hay tinh thần. Nhưng nếu như là cái người chân nhân thì cái người đấy sẽ nhớ ơn, sẽ tri ân, sẽ nhớ ơn và biết ơn những cái người mà có ân nghĩa với mình, thì đó cũng được gọi là cái người đó là người chân nhân. Thì cái người chân nhân có những cái đặc tính như vậy. Thì cái người nào, cái người kẻ vô văn phàm phu, do không thân cận những người bậc chân, bậc thánh, bậc chân nhân, cho nên là vị ấy không có được nghe chánh pháp, và vị ấy sống với những cái tưởng chi sai lầm. Thì cái đầu tiên mà cái vị không một cái vị phàm phu có một cái tưởng chi, đó là tưởng chi về cái địa đại. Vị ấy tưởng chi địa đại là địa đại. Vị ấy tưởng chi vị ấy tưởng nghĩ đến địa đại như là tự ngã. Vị ấy đối chiếu với địa đại.
vị ấy nghĩ địa đại là ta, dục hỷ địa đại. Ta nói người ấy không nhiễu chi địa đại. Địa đại là cái gì? Tức là cái đầu tiên nói về cái người phàm phu. Khi mà người ta nhận thức về cái bản thân này, người ta không biết được rằng cái bản thân này là địa đại, là thủy đại, là hỏa đại, là phong đại. Tức là cái vị ấy không hề biết cái thân này là thân tứ đại, mà vị ấy chỉ biết là cái thân này nó là xương, là thịt, nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Dục hỷ với địa đại, tức là vị ấy sinh ra cái tâm tham ái, dính mắc đối với cái bản thân này. Vậy cái người còn phàm phu thì sẽ có cái dục tham, cái tham ái, cái tham đắm, cái tham luyến đối với cái thân này. Tại sao vị ấy lại có cái dục hỷ, tức là có cái tham dục, có cái ưa thích, có cái ái nhiễm đối với cái nội thân, ngoại thân, quá khứ, vị lai thân, cao thượng hạ liệt thân. Thì đấy đều có những cái tham ái, có cái tham đắm, có cái đắm nhiễm ở trong đấy. Bởi vì vị ấy không phân tích, không nhận biết, không nhận thức được ra rằng cái thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Cho nên vị đấy mới tưởng chi. Vị ấy không có tuệ chi, mà vị ấy lại có cái tưởng chi. Vị ấy ví dụ như ở trong cái thân này, nó có những cái nó thuộc về đặc tính của đất, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, não, lách, phổi, ruột, mà thì những cái đấy nó thuộc về địa đại, vì nó có những cái đặc tính cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ. Lại là mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Thì cái đấy nó thuộc về thủy đại, nó thuộc về nước, nó thuộc về những cái chất tan chảy kết dính. Nó có cái đặc tính tan chảy kết dính nên nó là thủy đại. Thế mà vị đấy không nhận thức ra được, không có tuệ quả chi ra được, cho nên vị ấy cứ tưởng rằng đất này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, nước này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên vị đấy mới có cái tham dục, tham ái, ái nhuyễn đối với cái bản thân của cái vị đó. Trong cái thân này nó có cái tính nóng, tính lạnh, là có những cái tính nóng, như là trong thân mình có những cái lúc mình thấy nó có cái nhiệt ấm này, có lúc này nó có cái tính mát này, có những cái lúc nó có cái lửa tiêu hóa ở trong bao tử này, nó có cái nhiệt làm khi mình nóng sốt này, có những cái nhiệt hơi ấm, nó có những cái nhiệt làm cho mình não hóa, già, lớn lên và già và chết. Thì đó được gọi là hỏa đại. Trong thân này nó có hỏa đại. Nếu như một cái người chết, mình sờ vào mình thấy nặng, lạnh ngắt, bởi vì là cái hỏa đại nó đi mất, cái hơi nóng nó đi mất, nó chỉ còn lại cái hơi lạnh thôi. Thế thì đấy là trong thân nó có hỏa đại. Và trong thân này nó có gió, có phong đại, hơi thở đi vào đi ra, gió ở trong bụng, gió ở trong ruột, gió đi hướng lên, gió hướng xuống, gió ở tứ chi của mình. Ví dụ mình lộng đậy, cử động cái tay này, nó cũng có gió. Mình bước đi nó cũng có cái gió nó đẩy ở đấy, nó nâng đỡ cho mình ở đấy. Vậy thì một cái người phàm phu ít nghe, không yết kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không nghe pháp, không thực hành giáo pháp từ các bậc thánh, các bậc chân nhân, thì vị ấy không nhận thức ra được, không có hiểu đúng cái chân, tức là những cái sự thật về chính cái bản thân mình. Mình sống với cái bản thân này mà mình không hiểu được sự thật của cái thân là gì. Và vị ấy chấp cái thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, mà không biết rằng cái thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Cho nên là vị ấy mới dục hỷ với địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Tức là cái vị đấy có cái chấp trước đối với cái thân của mình, cho rằng cái thân này là thường, là lạc, là ngã, là tịch, là ta, là cái bản thân của ta. Vì vậy cho nên là vị ấy sẽ sống để, tức là những cái người phàm phu đấy sẽ luôn luôn có cái tham ái chấp thủ vào cái thân này. Cho nên là khi chết, vị đấy luôn luôn có cái sự tái sinh luân hồi, vì có cái sự dính mắc, có cái sự bám víu và không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cái vòng tái sinh từ cái cõi này sang cõi khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Là vị đấy, vì vị ấy nặng về vô minh, tham ái chấp thủ như vậy. Thì cái vị phàm phu ấy không những có cái sự tưởng chi sai lầm,
về cái bản thân mình, mà vị ấy còn có tưởng chi sai lầm về tất cả các chúng sinh khác. Vị ấy tưởng chi sanh vật là sanh vật, tức là tất vị ấy tưởng chi tất cả những cái chúng sinh như là các cái hàng súc sinh hay là các cái hàng chúng sinh khác, vị ấy cũng tưởng chi đó là sanh vật. Vị ấy thấy con trâu con bò thì nghĩ đây là con trâu, đây là con bò, đây là con chó con mèo con lợn con gà, vị ấy cứ tưởng chi nó là những cái con vật đó, là nó là cái sinh mệnh có thật, mà vị ấy cũng không biết được cái tính cái bản chất của nó cũng là đất nước lửa gió ở trong đấy, có cái sự vô thường khổ vô ngã ở trong đấy, vì vị ấy có cái tưởng chi như vậy, tưởng chi các sanh vật như vậy, tưởng chi chư thiên là chư thiên, tưởng chi các vị phạm thiên là phạm thiên, thì các vị ấy cũng nghĩ là chư thiên là những cái vị chư thiên, mà vị ấy cũng không nhận thức ra được là các chư thiên cũng là một cái chúng sinh có cái thân năm uẩn, có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức này. Cho cái vị phạm thiên cũng thế, cũng là cái thân năm uẩn, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Nếu như vị ấy mà được sanh làm chư thiên thì vị ấy sẽ chấp cái thân chư thiên của mình, chấp rằng ta là chư thiên, thân chư thiên là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cũng tham ái, cũng dính mắc vào cái thân chư thiên đó, cho nên là vị đó sẽ tái sinh luân hồi mà không thoát khỏi. Để các vị phạm thiên cũng vẫn có những vị chư thiên cũng không thân cận, không các bậc thánh, các bậc chân nhân, không yết kiến, không nghe pháp, không hành pháp, cho nên các vị ấy cũng có cái tưởng chi, cho nên các vị ấy tham ái dính mắc vào thân chư thiên. Các vị phạm thiên cũng thế, các vị chư thiên phàm phu và có chư thiên thánh nhân thì các vị phạm thiên cũng có phạm thiên phàm phu và phạm thiên thánh nhân, thì các vị phạm thiên phàm phu cũng thế, cũng tưởng chi địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong đại, tưởng chi về cái phạm thiên của mình là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Vì ấy sẽ tưởng chi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, cho đến phi phi tưởng xứ, tức là các vị đấy sẽ chấp trước vào tất cả những cái cõi sống đó ở trong 31 cõi, tức là tất cả chúng sinh ở trong các cái cõi đó, có những cái chúng sinh là phàm phu, có những cái chúng sinh là thánh nhân thì khác nhau. Các bậc thánh nhân thì không có cái tưởng chi sai lầm như vậy, nhưng các vị phàm nhân thì ở cái cõi người này cũng tưởng chi sai lầm. Phàm nhân ở chư thiên cũng sai, cũng có cái tưởng chi sai lầm. Phàm nhân ở cái cõi phạm thiên cũng có những cái tưởng chi sai lầm như vậy. Rồi vị ấy sẽ tưởng chi về các cái cõi sống như vậy. Tưởng chi sở kiến là sở kiến, tưởng chi sở văn là sở văn, tưởng chi sở tư niệm là sở tư niệm. Thì các vị ấy có cái tưởng chi về sở kiến, tức là cái mà mình thấy bằng mắt thì được gọi là sở kiến, tức là cái những cái hình tướng ở bên ngoài này. Một cái vị phàm phu thấy vàng, vị đó ôi đây là vàng, thích quá. Vì đó thấy đất thì vì đó đây là đất, đây là đá, đây là vàng, đây là nhà cửa, đây là xe cộ, đây là tiền, đây là những cái quần áo lọ kia. Tức là vị ấy sẽ tưởng chi tất cả những cái hình tướng đó, và vị ấy tưởng nó là thật. Vị ấy không nhìn được sâu xa, ví dụ như vàng mà phân tích ra nó cũng là tứ đại đất nước lửa gió, tiền thì nó cũng chỉ là giấy cho người ta bôi màu lên, nhưng phân tích ra nó cũng chỉ là tứ đại đất nước lửa gió, nhà cửa này cũng thế, nó cũng chỉ là đất nước lửa gió nắp ghép lại, cây cối nó cũng thế, sông núi nó cũng thế, thành phố quả địa cầu này cho đến tất cả các cái lâu đài của chư thiên cũng thế, nó cũng chỉ là đất nước lửa gió nếu như một người có trí tuệ quan sát là như thế. Nhưng phàm phu thì không như thế, phàm phu nhìn cái gì thì tưởng nó là thật, cho nên dục hỉ tham đắm, tham ái đắm nhiễm, cho nên là phàm phu sống bị cái dục tham nó chi phối, tham đủ mọi thứ trên đời, tham đắm ái nhiễm với bản thân mình, tham đắm ái nhiễm đối với lại cái thân của người khác, tham đắm ái nhiễm đối với những cái vật chất, những cái vật dụng ở xung quanh cái sự sống của mình, đủ mọi thứ trên đời để cho vị đó tham ái, tham đắm, đắm nhiễm, và bị cho nên sống ở trên đời rối ren, sống ở trên đời này đấu đá tranh giành nhau cũng là vì cái tưởng chi sai lầm, cho nên là mới sinh ra cái sự đấu đá tranh nhau ấy. Sinh ra làm người thì tranh nhau những cái lợi ích của cõi người, tranh nhau về đất đai, nhà cửa, quyền lực, vàng bạc, tài sản đó. Nhưng mà khi mà sinh ra làm những cái con thú thì lúc đấy lại tranh nhau cái khác, không có tranh nhau về cái nhà cửa, đất đai, tiền của tài bạc nữa,
mà lúc đấy lại tranh nhau cái miếng ăn, tranh nhau cái những cái dục tham ở cái loài đó, rồi là sinh làm chư thiên thì khác, lại tranh nhau về cái lâu đài, về cái hào quang ánh sáng. Thì đó cũng là vì cái tưởng chi sai lầm, nó sinh ra những cái khổ đau, những cái phiền não như thế. Thì đó là cái nỗi khổ của phàm phu do sống với cái sự tưởng chi như vậy, tưởng chi sai biệt như vậy. Rồi vì ấy tưởng chi cả sở văn là những cái âm thanh, vì ấy cũng tưởng chi nó là thật. Rồi cái tưởng chi về cái sở tư niệm, tức là về tất cả những cái pháp mà vị ấy có thể suy tư tưởng niệm được, đều chấp nó là thật, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, thì vị đó cũng bị cái tưởng chi chấp nó là thường lạc ngã tịnh, tưởng chi nó là sự thật, tưởng chi đồng nhất là đồng nhất, tưởng chi sai biệt là sai biệt, tưởng chi tất cả là tất cả. Để vị ấy tưởng chi tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, vị đó có thể thấy cái gì, vị đó cũng đều có cái sự hiểu biết sai lầm về tất cả các pháp hữu vi, vị ấy đều có cái sự tưởng chi sai lầm như vậy. Thậm chí đến các pháp vô vi, vị ấy cũng tưởng chi sai lầm. Vị ấy tưởng chi niết bàn là niết bàn, vị ấy tưởng chi niết bàn, người ấy nghĩ đến niết bàn, nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, nghĩ ấy nghĩ đến niết bàn là của ta, dục hỷ niết bàn. Thì cái, nếu như mà một cái vị phàm phu đó mà được nghe giáo pháp thì vị đấy sẽ được nghe rằng là tu tập sẽ đi đến niết bàn. Có thể vị đấy sẽ tham lắm, tham ái, ái nhiễm vào cái khái niệm niết bàn đó, vị ấy sẽ tưởng tượng nghĩ rằng niết bàn là một cái, niết bàn là một cái cõi nào đó, chắc là hạnh phúc lắm, chắc là an vui lắm, chắc là sung sướng lắm, mong rằng ta được cái niết bàn đó thì ta sẽ sung sướng, ta sẽ luôn luôn được cảm nhận những cái điều an vui, hạnh phúc, sung sướng này. Thì đấy là tham ái vào niết bàn, đắm nhiễm vào niết bàn của những người phàm phu. Có thể là phàm phu rất là nhiều những người hiểu sai như vậy, và kể cả trong thời nay cũng vậy, thời nay cũng có rất là nhiều người tự xưng là hàng ngày tôi luôn sống với niết bàn, tôi luôn sống với niết bàn. Thì cũng có lần sư gặp một cái vị sư cũng tu tập rất là tinh tấn, vị đấy nói rằng là hàng ngày tôi hễ mà tôi có tham dục khởi lên thì tôi lìa cái tham dục đấy đi một cái là tôi chứng là tôi chú vào cái tâm của sơ thiền, hễ mà có cái niềm vui khởi lên tôi tác ý bỏ cái niềm vui đi một cái thì đấy là tâm của tôi là nhị thiền, hễ tôi mà có cái sự an lạc nào khởi lên tôi tác ý buông cái an lạc đi một cái là tôi vào tứ thiền, tôi cứ sống với tâm xả thì đấy là tứ thiền, rồi cái tâm xả đấy cũng là niết bàn, nên là tôi luôn sống với niết bàn. Thì đấy cũng là một cách tưởng chi, cái tưởng chi của người phàm phu là như vậy, nghĩ niết bàn nó đơn giản như vậy, và vị ấy nghĩ rằng lúc nào vị ấy cũng sống với cái tâm xả là vị ấy đang sống với niết bàn. Đấy là có cái tưởng chi của cái người phàm phu mà được nghe pháp, có khi vị ấy cũng có cái sự tham ái với pháp, sự tham ái với cái niết bàn khái niệm đấy. Thì một cái người phàm phu có thể là người ta không được nghe pháp, cho nên người ta sống với những cái ác pháp, thì đó cũng là một hạng phàm phu. Có những người phàm phu được nghe pháp nhưng mà chưa thực hành pháp, cho nên là vẫn có cái sự hiểu sai, vẫn còn sống với tưởng chi. Có những cái người là phàm phu được nghe pháp, được thực hành pháp, có thể chứng đắc thiền chỉ, thiền quán, nhưng chưa đạt được cái sự giác ngộ về pháp. Thì trong cái lúc mà bị đó trú ở trong cái pháp hành đó, vị đó có thể thành tựu được cái trí tuệ, nhưng mà trong cái lúc mà vị đó trú ở cái trí tuệ đó thì vị đó hiểu đúng, diệt được cái tưởng chi, có cái tuệ chi, nhưng mà khi xả cái sự tu tập đó ra một cái, vị đó lại sống lại với cái tưởng chi, vì vị đó chưa có giác ngộ hoàn toàn. Cho nên là chỉ khi nào mà đạt đến cái sự tu tập, đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn mới diệt trừ được cái tưởng chi này. Còn là phàm phu thì sẽ có tưởng chi, nhưng mà cái tưởng chi nó ở cái mức độ cao hay thấp nó khác nhau mà thôi. Những người phàm phu vô văn, không nghe pháp thì cái tưởng chi đó rất là mạnh, rất là cao. Còn có những người phàm phu được nghe pháp thì có nhận thức ra được một chút, nhưng chưa hết cái ảo tưởng, vẫn còn tưởng chi.
có những người phàm phu có được thực hành rồi nhưng mà chưa giác ngộ thì cũng đã làm suy yếu cái tưởng chi đi rồi, nhưng mà vẫn còn chưa hết được. Vậy tưởng chi này là cái gì? Tưởng chi này chính là vô minh. Tưởng chi chính là vô minh, không phải là cái gì khác. Hay tức là cái người đấy vô minh cho nên hiểu sai, hiểu sai về cái thân tứ đại này, không biết cái thân này là tứ đại, cho nên là chỉ nghĩ nó là thân đẹp hay là xấu, đáng yêu hay đáng ghét, hay đáng tham ái lắm nhiễm với nó mà thôi. Đấy là vô minh. Vậy thì vô minh thì duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử già chết sầu bi khổ hữu não ấy. Còn vô minh thì còn luân hồi sinh tử như vậy. Vậy thì cái gì là nhân của vô minh, cái gì là nguyên nhân sinh ra cái vô minh này? Năm triền cái tham dục sân hận hôn trầm thụy miên trạng hối hoài nghi, nó là nhân duyên khiến cho vô minh sinh khởi. Cái gì là cái nhân duyên khiến cho năm triền cái sinh khởi? Đó là thân ác nghiệp, cầu ác nghiệp và ý ác nghiệp là cái nhân duyên khiến cho cái năm triền cái nó sinh khởi. Cái gì là cái nguyên nhân khiến cho ác nghiệp sinh khởi? Chính là không có thu thúc các căn. Một người không thu thúc các căn thì nó sinh ra ác nghiệp ở thân khẩu ý. Nguyên nhân gì không thu thúc các căn? Đó là do mình không có chánh niệm tỉnh giác. Nguyên nhân gì mà không có chánh niệm tỉnh giác? Đó là mình không có đức tin. Một người không có đức tin thì không có chánh niệm tỉnh giác. Nguyên nhân gì mà không có đức tin? Là do không nghe pháp. Một cái người không nghe pháp thì làm gì có biết cái gì mà tin. Vậy nguyên nhân gì mà người đó không nghe pháp? Đó là không thân cận chân nhân, không yết kiến các bậc chân nhân, không có đến tham vấn các bậc chân nhân, thì đó là cái nguyên nhân. Vậy cái nguyên nhân khởi đầu tiên của những cái kẻ phàm phu đó là không thân cận các bậc chân nhân, người đó thân cận những cái phàm nhân ác nhân, cho nên người đó không bao giờ diệt hết, không bao giờ dứt được vô minh. Vì không thân cận các bậc chân nhân cho nên không được nghe pháp, không có ai chỉ cho biết đây là khổ, đây là con đường, đây là nguyên nhân sinh ra khổ, đây là cái sự thoát khổ, đây là con đường đưa đến thoát khổ đau. Cho nên là vị đấy cứ sống ở trong khổ đau mà tưởng là hạnh phúc, sống với cái thân đầy dẫy khổ đau này nhưng mà rất là tham ái đắm nhiễm với nó, nhưng cho nên vị đấy cứ chìm đắm ở trong khổ đau. Đấy là không thân cận bậc chân nhân thì không được nghe diệu pháp, không nghe diệu pháp thì không có đức tin, không có đức tin thì không có chánh niệm, không có chánh niệm thì không thu thúc các căn, không thu thúc các căn thì ba nghiệp thân khẩu ý sẽ tạo ác nghiệp, tạo tội lỗi thì sinh ra năm triền cái, sinh ra năm triền cái thì làm tăng trưởng vô minh, làm tăng trưởng vô minh thì sinh ra những cái ảo tưởng, những cái tưởng chi sâu nặng này, cho nên là nó tạo ra những cái hành, tạo ra những cái ác nghiệp và cứ đi luân hồi tái sinh hoài hoài. Thì đấy là cái nhận thức của người phàm phu, đó là cái ảo tưởng hay là gọi là những cái tưởng chi của những cái người phàm phu là như vậy. Còn bây giờ cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết của các bậc thánh nhân thì ngược lại hoàn toàn với những cái người phàm phu này. Thì các bậc thánh nhân thì Đức Phật nói là này các tỷ kheo, có tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Vì ấy thắng chi địa đại là địa đại, vì thắng chi địa đại là địa đại, vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỉ địa đại. Vì sao vậy? Vì ta nói rằng vị ấy có thể niễu chi địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Vị ấy niễu chi sanh vật chư thiên, sanh chủ phạm thiên quang âm thiên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì ấy niễu chi sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở chi đồng nhất sai biệt tất cả. Vì ấy thắng chi niết bàn là niết bàn, vì ấy thắng chi niết bàn là niết bàn, vì ấy không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ tự ngã như là niết bàn, vì ấy không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỉ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói rằng vị ấy có thể niễu chi niết bàn. Thì đây là các bậc thánh nhân hữu học là có một cái nhận thức đã hoàn toàn khác với phàm nhân. Đó là vị ấy thắng chi. Lúc này phàm phu thì là tưởng chi, còn cái vị này là thắng chi. Thắng chi có nghĩa là vị ấy có cái trí tuệ thù thắng, hiểu đúng sự thật thì được gọi là thắng chi. Tức là cái vị đấy có được cái trí tuệ thù thắng là cái pháp thượng nhân. Tức là vị đấy phải có cái thiền chỉ và thiền quán. Tức là vị ấy nhìn vạn vật
nhìn các pháp hữu vi, nhìn cái bản thân mình và tất cả cái vạn vật ở bên ngoài bằng cái trí tuệ, bằng cái tuệ quán, cho nên được gọi là thắng chi. Vì ấy thắng chi địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Vì ấy thấy được đất nước lửa gió ở trong thân mình. Vậy thì cái người nào phải thực hành thiền tứ đại, phải đắc thiền tứ đại, phải phân tích ra được các cái sắc uẩn ở trong thân này, thì vị đó mới hiểu đúng về cái thân, thấy được các pháp chân đế ở trong cái thân này. Vì điều đó gọi là thắng chi, tức là thấy được các cái sự thật tột cùng, thấy được các cái pháp chân đế, thấy được các cái sắc uẩn, sắc pháp ở sáu căn, ở 42 thân phần, bên trong bên ngoài, tất cả các pháp hữu vi về vật chất này, thì nó chỉ là đất nước lửa gió, là sắc pháp mà thôi. Thì vị ấy cũng tuệ chi ra được tất cả chúng sinh khác cũng thế, cả về danh pháp, thọ tưởng hành thức, ở các cái tất cả các chúng sinh khác cũng đều là cái thân năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức như vậy. Vì thì là một con người cũng là danh và sắc, các cái chúng sinh ở các cái đoạn xứ cũng là danh sắc, các cái chúng sinh ở chư thiên hay phạm thiên cũng là danh sắc. Đấy là thắng chi, thắng chi được các cái pháp chân đế thì mới có được một cái nhìn là tất cả chúng sinh ở tất cả các cõi, 31 cõi chỉ là danh và sắc mà thôi. Vị ấy thấy được như vậy thì được gọi là thắng chi, do vị ấy đã thực hành thiền chỉ quán, cho vị ấy đã phân tích ra được sắc và danh và năm uẩn, cho nên vị đấy thấy tất cả chúng sinh chỉ là năm uẩn thì đấy được gọi là thắng chi. Vị ấy thắng chi được cả sở kiến, sở văn, sở tư niệm, tức là tất cả những cảnh vật mình có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc chạm được. Vị ấy cũng thấy nó là danh và sắc chứ không phải là cái gì khác, đó là thắng chi. Rồi vị ấy thắng chi niết bàn là niết bàn, thì vị ấy thấy niết bàn là một cái pháp vô vi, chứ niết bàn không phải là cái pháp hữu vi, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vị ấy không dục hỉ đối với cái thân nam muẩn, cũng không dục hỉ với niết bàn, mà cái đấy là cái vị đó là cái người hiểu về cái sự tịch diệt, về cái sự diệt tận của các cái ô nhiễm, chứ không có cái niết bàn cũng chỉ là một cái khái niệm, cũng chỉ là một cái danh từ để chỉ cho cái sự bất sinh bất diệt, chứ không phải niết bàn là một cái gì có thể cảm nhận được, một cái gì mà mình có thể có những cái cảm thọ, có thể xúc chạm được, có thể sở hữu được. Đó là một cái hoàn toàn không có cái ta ở trong đó. Không có cái ta ở trong cái thân tứ đại này, ở chư thiên, ở phạm thiên đều không có cái ta, đều có cái sự, tức là cái vị đấy, khi mà vị đấy thấy được cái danh sắc đấy thì được gọi là vị đó thắng chi, thấy được cái nhân sinh ra cái danh sắc đó cũng là gọi là thắng chi. Rồi vị ấy thấy được cái sự diệt tận của cái danh sắc đó thì được gọi là niễu chi, cho nên vị ấy có thể được gọi là, ta nói vị ấy có thể niễu chi niết bàn, tức là vị ấy có thể niễu chi được niết bàn, niễu chi được cái sắc, niễu chi được cái danh, niễu chi được cái con người, niễu chi được các vị chư thiên và phạm thiên. Nhưng mà vị ấy có thể, có nghĩa là vị ấy mới niễu chi được một phần chứ chưa phải là toàn phần. Cho nên là đấy được gọi là các bậc thánh hữu học, những người còn đang tầm cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, tức là vẫn còn đang trên con đường tu học, nhưng đó là, nhưng cái sự nhận thức của các vị đấy là chân chánh, là chánh kiến, chứ không còn cái sự tà kiến, ảo tưởng, sai lầm như là các vị phàm phu nữa. Thì đấy là cái sự nhìn nhận về cái thân năm uẩn ở bên trong, bên ngoài, quá khứ, hiện tại, vị lai, thô tế, hạ nhiệt, cao thượng khác nhau. Đối với một cái bậc thánh nhân có cái sự nhìn nhận là có thắng chi và có cái sự niễu chi khác hoàn toàn đối với phàm phu như vậy. Vì vị đấy thấy được cái sự không có cái ta, không có của ta, không có cái tự ngã của ta đối với năm uẩn ở tất cả các cõi khác nhau. Còn đối với một bậc A-la-hán thì Đức Phật nói rằng: Này nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo là bậc A-la-hán, các nậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát. Vì ấy thắng chi địa đại là địa đại, vì thắng chi địa đại là địa đại. Vì ấy không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta.
không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Người ta nói vị ấy liễu chi địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Vì ấy cũng liễu chi chư thiên phạm thiên, và cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vì ấy cũng liễu chi sở kiến sở văn sở tư niệm, đồng nhất sai biệt tất cả. Vì ấy thắng chi niết bàn là niết bàn, vì ấy thắng chi niết bàn. Vì ấy không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, vì ấy không nghĩ tự ngã đối chiếu với niết bàn, vì ấy không nghĩ tự ngã như là niết bàn, vì ấy không nghĩ niết bàn là của ta, không dục hỷ niết bàn. Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu chi niết bàn. Bởi vì đấy là cái sự nhìn nhận của bậc thánh là như thế. Một bậc a la hán cũng giống như là một bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học thì cũng đều có cái sự thắng chi, đều có cái sự hiểu đúng về cái thân năm uẩn này. Thì ấy cũng biết rằng cái thân này, đất nước nó là đất, là nước, là lửa, là gió. Vị ấy thắng chi được, vị phân tích được ra cái thân này là đất nước, lửa, gió, cho nên là vị ấy không dục hỉ, không tham ái, không đắm nhiễm đối với cái thân tứ đại này, đối với cái thân năm uẩn này, đối với cả các vị ở chư thiên phạm thiên, tất cả các cõi khác ở trong 31 cõi khác cũng đều thế, cũng là cái thân năm uẩn này. Và các vị thánh ở các cái cõi đấy cũng sẽ tuệ chi, thắng chi, hiểu ra được cái danh sắc ở trong đấy, cho nên không tham ái. Còn nếu như mà cái vị đấy mà là phàm nhân, không có cái sự hiểu về danh và sắc đối với cái thân đấy, thì các vị ấy có dục hỉ, có tham ái đối với cái thân của chính mình, dù là ở chúng sinh nào cũng thế. Cứ hiểu đúng thì sẽ diệt trừ được cái hiểu đúng là trí tuệ, là không có vô minh, cho nên là không có tham ái, không có chấp thủ đối với cái bản thân đấy nữa. Vị ấy liễu chi được về cả những cái sáu căn, sáu trần và sáu thức. Cũng vị đấy không thấy có cái ta ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi này, không thấy cái ta, cái của ta ở cái sắc thanh hương vị xúc pháp, không có cái ta, cái là ta của ta ở cái nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức nữa. Thì cái vị đấy là cái người đấy là vị đấy là cái bậc giác ngộ, là cái bậc có cái sự liễu chi. Thì cái vị đấy cũng liễu chi niết bàn, là một cái pháp vô vi tịch diệt, và chứ không có cái để sở hữu, để mà cảm thọ, để mà thọ nhận cái niết bàn đấy. Thì vị đó cũng không tham ái, không dục hỉ đối với niết bàn, vì vị ấy là bậc liễu chi niết bàn. Thì cái đoạn thứ hai thì Đức Phật nói ở trong cái này có bốn cái đoạn văn nhưng nó trùng lặp nhau. Thì cái đoạn văn thứ hai cũng như thế, các vị a la hán, các vị tỳ kheo là bậc a la hán, các nậu hoặc đã tận tu hành thành mãn việc nên làm đã làm ấy, thì vị ấy cũng có cái sự thắng chi và liễu chi về địa đại, hỏa đại, thủy đại và phong đại, về chư thiên phạm thiên, về sở kiến sở văn sở tư niệm như vậy, bởi vì các vị ấy đã đoạn trừ được dục tham. Thì cái đoạn sau thì Đức Phật cũng nói cái đoạn văn như thế, nhưng mà cũng nói về các bậc a la hán có cái sự thắng chi liễu chi về như thế, bởi vì các vị ấy đã đoạn trừ sân hận. Cũng một cái đoạn nữa thì Đức Phật cũng nói cái đoạn văn như thế, nhưng mà nói về bậc a la hán như vậy, bởi vì các vị ấy đã đoạn trừ được si mê. Thì trong một cái bài kinh này Đức Phật nói bốn cái đoạn văn nói về cái nhận thức, cái chi kiến thủ thắng của bậc a la hán, là bởi vì vị ấy đã liễu chi được tất cả các pháp là thứ nhất, thứ hai là bởi vì vị ấy đã đoạn trừ được dục tham, bởi vì cái đoạn thứ hai, thứ ba Đức Phật nói là bởi vì vị ấy đã đoạn trừ được sân hận, và cái đoạn thứ bốn là Đức Phật nói là bởi vì các bậc a la hán đấy đã đoạn trừ được si mê. Thì cái nội dung nó dài nên sư không đọc hết, nhưng mà đấy là những cái đoạn văn mà Đức Phật nói về cái chi kiến của bậc a la hán. Thì có bốn cái đoạn văn mà Đức Phật nói đến cái sự đến cái trí tuệ của một bậc a la hán nhìn như vậy. Còn đến cái đoạn kết cuối cùng của cái bài kinh này là Đức Phật nói về cái sự nhận thức, về cái sự hiểu biết, về cái sự nhìn nhận của chính Đức Phật. Thì đấy là cái đoạn cuối cùng trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Đức Phật nói là: Này các tỳ kheo, như nay là bậc a la hán chánh đẳng giác, thắng chi địa đại là địa đại, vì thắng chi địa đại là địa đại. Như nay không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến tự ngã như là địa đại, không nghĩ địa đại là của ta, không dục hỉ địa đại. Vì sao vậy? Vì như nay biết rằng dục hỉ là căn bản của khổ đau, từ hữu sanh khởi nên già chết đến với loài sinh vật. Do vậy này các tỷ kheo, ta nói như nay với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ni tham đoạn diệt, sự xả ni, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã
đã chân chánh giác ngộ, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thủy đại hỏa đại, Như Lai thắng chi niết bàn là niết bàn, vì thắng chi niết bàn là niết bàn, Như Lai không nghĩ đến niết bàn, không nghĩ đến tự ngã đối chiếu với niết bàn, không nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, không nghĩ đến niết bàn là ta, không dục hỉ niết bàn. Vì sao vậy? Như Lai biết rằng dục hỉ là căn bản của khổ đau. Từ hữu sanh khởi lên và già chết đến loài sinh vật. Do vậy này các tỳ kheo ta nói, Như Lai với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ni tham đoạn duyệt, sự xả ni, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các vị tỳ kheo ấy tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Ở trong này thì nói là các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ, mà trong chú giải nói rằng các vị tỳ kheo ấy đã không có cái hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì cái sự nhìn nhận của Như Lai thì cũng như thế, cũng giống như các bậc thánh nhân hữu học và các bậc thánh nhân vô học, thì cũng là Như Lai cũng thắng chi địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, tức là Như Lai cũng nhìn cái thân thể của mình và tất cả chúng sinh khác là đất nước nửa gió. Bởi vì tuệ chi như thấy thấy được cái tính sinh khởi, thấy được cái sự cái nhân nó sinh khởi nên cái thân năm uẩn này, tức là thấy được cái thân năm uẩn này nó sinh lên, thấy được cái sự tập khởi, tức là cái nguyên nhân sinh lên của nó, thấy được cái sự đoạn diệt của nó, thấy được cái con đường đoạn diệt nó, cái thân năm uẩn này, ở cả cái thân con người hay là chư thiên phạm thiên hay tất cả chúng sinh khác cũng đều thế, thì Đức Phật đã niễu tri hoàn toàn, thấy được cái nguyên nhân sinh khởi ra nó, cho nên đã đoạn trừ nó một cách hoàn toàn. Thì Đức Phật cũng làm một cái bậc niễu tri, thắng chi niết bàn, thấy được niết bàn, hiểu rõ bản chất cái pháp vô vi của niết bàn, không tham ái, không dục hỉ đối với niết bàn, và hiểu ra được tất cả các cái căn nguyên, các cái nguyên nhân về già chết, sầu bi khổ ưu não của mình và của tất cả chúng sinh. Vậy thì Đức Phật là cũng là một cái bậc đã đoạn trừ hoàn toàn các cái ái, hoàn toàn các cái tham ái đối với thân năm uẩn của mình, đoạn trừ hoàn toàn tham ái đối với tất cả các cái pháp hữu vi và vô vi, không có ái luyến, không có tham ái với bất cứ một cái pháp gì ở trên đời, sống với cái tâm hoàn toàn xả ly, đoạn tròn hoàn toàn các cái ái, chân chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật cũng giác ngộ như thế, nhưng mà Đức Phật còn giác ngộ cao hơn các bậc thánh hữu học và các bậc thánh vô học nữa, đó là Ngài là một cái bậc có toàn giác trí, có những cái trí tuệ còn có thể biết được những cái pháp thù thắng hơn cả các cái bậc hữu học và vô học. Nhưng mà đối với lại cái thân năm uẩn này thì có cái sự nhận biết đúng đắn chân chánh là từ những cái bậc thánh sơ quả mà trở đi, tức là đã đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ, tức là một cái bậc mà đã đoạn trừ được thân kiến, tức là ngay cái bậc thánh đầu tiên là một cái bậc đoạn trừ được thân kiến, tức là không còn cái tà kiến về cái thân năm uẩn nữa, tức là biết rõ sắc uẩn là không phải của là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, thọ tưởng hành thức cũng không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Đấy là ngay từ bậc sơ quả là đã hiểu đúng về cái thân năm uẩn rồi. Còn lại phàm nhân thì sẽ còn có cái tà kiến về cái thân năm uẩn này, vì ấy còn có thể chấp cái thân năm uẩn này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cho nên còn chấp vào cái sắc. Nó chấp rằng sắc này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Thọ tưởng hành thức cũng thế, vẫn còn chấp là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cho dù người đấy là có nghe, không nghe giáo pháp thì cũng có cái tà kiến như thế. Nhưng mà cũng có những người mình có nghe giáo pháp nhưng mà mình chưa có thực hành, hoặc mình thực hành mình chưa chứng ngộ, chưa đang giác ngộ được, thì những cái sự chấp trước đấy, cái sự tham ái đó, những cái tà kiến đó nó vẫn còn, nó chỉ ở cái mức độ là cao hay thấp mà thôi. Đối với một cái người phàm nhân là như thế, có thể là mình còn có cái tưởng chi đó ở cái mức độ rất nặng, nhưng mà cũng có thể là ở cái mức độ nhẹ hơn. Nếu như mà mình có được nghe giáo pháp thì mình cũng giảm bớt đi được cái vô minh, nhưng mà nó chưa hết được. Chỉ có khi nào giác ngộ được giáo pháp, trở thành một cái từ những bậc thánh hữu học mà trở đi, thì mới có được cái sự hiểu đúng về cái thân năm uẩn này.
Nói chung thì cái bài kinh pháp môn căn bản của tất cả các pháp thì Đức Phật chỉ nói về cái sự nhìn nhận của một phàm nhân đối với cái thân Nam Uẩn, với lại những bậc thánh nhân có cái sự hiểu biết, có cái sự nhìn nhận khác nhau về cái thân Nam Uẩn này thôi. Các bậc phàm nhân thì còn tham ái, còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ, cho nên còn tái sinh. Còn các bậc thánh nhân thì đã đoạn trừ được vô minh, thì cái tham ái nó cũng đoạn trừ, cái chấp thủ nó cũng đoạn trừ, cho nên là tiện hướng đến cái sự niết bàn giải thoát. Thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh pháp môn căn bản, bài đầu tiên ở trong kinh Trung Bộ. Thì sư chỉ giảng vắn tắt vậy thôi. Rồi những bài rồi sau này sư sẽ giảng đến bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, kết thúc cái bài kinh pháp môn căn bản. Mọi người sẽ còn đâu mình sẽ đọc trong cái Trung Bộ kinh, mình sẽ hiểu thêm. Còn bây giờ có ai có câu hỏi gì thì sư sẽ trả lời những cái câu hỏi. Để cho ai thắc mắc gì thì hỏi pháp. Lành thay ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Có một số câu hỏi của các hành giả đã được gửi tới ạ. Con xin mở lên và hỏi gửi câu hỏi tới sư ạ. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi số 1 từ hành giả Triệu Hoa. Dạ, con kính bạch sư, con mới tu tập hành thiền hơi thở. Con mỗi ngày tu thêm một thời thiền giải tâm từ, nhưng khi thiền giải tâm từ được khoảng 5 phút, con bị bắt tâm vào hơi thở, không tiếp tục giải tâm từ được. Từ hôm đó con bỏ không giải tâm từ nữa mà chỉ tu thiền hơi thở. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Nếu mà lỡ cái hành thiền hơi thiền tâm từ nó cũng rất là khó, nếu như mà người sơ cơ mới đầu giải tâm từ mình cảm thấy nó khó không phù hợp thì thôi, thì cứ hành thiền hơi thở. Nếu như mà hoặc là lúc nào đó mình niệm ân Đức Phật xem có cảm thấy nó hoan hỉ không. Còn nếu như cảm thấy hành thiền hơi thở mà cảm thấy nó có cái hoan hỉ, có cái hỉ lạc, có cái sự tiến bộ thì cứ tập thiền hơi thở không cũng được. Rồi sau này lắc thiền hơi thở rồi mới chuyển sang giải tâm từ sau cũng sao. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Tường Hà. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Là thưa sư, con vừa nghe bài pháp tu tập định mà sư giảng rằng trong quá khứ những ai đã từng cúng dường đến các vị tu sĩ thực hành pháp về chú xứ vật thực phúc men, thì bây giờ phước báo tổ khi họ thực hành pháp thì có người hộ độ cúng dường để yên tâm tu tập. Những người mà hiện tại chưa thực hành thiền được thì phải lo cho những vị đang thực hành để sau này có duyên thì thực hành được. Dạ, con thắc mắc không biết hiện tại bản thân đã đủ duyên phước để thực hành thiền hay chưa, hay con phải vun bồi thêm 3 la mật, vì con không biết được trước quá khứ đã từng bố thí cũng được nhiều hay ít, và thì con phải làm sao ạ? Thì bây giờ cứ thử thực hành xem thì mình sẽ biết. Nếu như mà khi mà mình thực hành mà mình cảm thấy nó thuận duyên, ví dụ như là mình ước muốn có chú xứ, là mình có chú xứ để thực hành. Mình ước muốn có vật thực, là có vật thực, có người hộ độ vật thực cho mình. Mình ước muốn có y phục, có dược phẩm trị bệnh, là có những cái điều đó nó dễ dàng có được. Đó là mình có phước, mình đã từng hộ độ trong quá khứ, nên bây giờ mình khởi lên cái tâm muốn đi tu tập thì tự nhiên những cái điều đó, những cái phước đó tự động nó đi kèm theo, và mình cảm thấy có được những cái vật dụng đó một cách không khó khăn, không mệt mỏi, không có phí sức. Còn nếu như một cái người nào mà thiếu phước ấy, bây giờ mình muốn tu tập không có chú xứ mà tu, hoặc là mình gặp đủ mọi cái trở duyên, mình không thể nào mà ở những cái chú xứ phù hợp được, mình có phải ở những cái chú xứ không thích hợp, hoặc là sẽ không có cái người lo cho mình về vật thực, về y áo, về thuốc men khi ốm đau, thì sao mà hành được. Mình sẽ hành trong cái sự chướng ngại như vậy thì cũng rất là khó. Thì mình phải thử xem thì mới biết được. Nếu mà đi thực hành mình cảm thấy nó thuận duyên thì cứ thực hành, mà cảm thấy không thuận duyên, chưa thể nào chuyên tâm tập được thì về tạo thêm phước. Thì cũng có 2 cách như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, vẫn của hành giả Nguyễn Tường Hà. Dạ, con có nghe sư giảng là 13 la mật cũng được vun bồi qua pháp thực hành thiền, vậy 3 la mật đó so với 3 la mật từ hành động bố thí cúng dường thì có khác nhiều không ạ? Quả cho ra khác nhau như thế nào ạ? Con kính xin thưa sư ạ. 3 la mật là bố thí cúng dường,
thì nó cũng là một cái ban la mật, cái sự ví dụ cái người mà bố thí về vật chất thì cũng là bố thí, nhưng mà một cái người người ta có thể bố thí về pháp, ví dụ người đấy người ta thực hành thiền sau này người ta lại chỉ dẫn cho người khác thực hành thiền, thì đấy cũng là một cái sự bố thí ban la mật, và đó là pháp thí. Thì Đức Phật dạy là pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi vị mà. Thì cái pháp thí đó nó còn cao thượng hơn là những cái pháp, cái sự bố thí về vật chất. Miễn là người đó có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn thì nó cũng đều là bố thí ba la mật. Về giữ giới hay là tất cả những cái những sự tinh tấn khác cũng thế. Nhưng mà trong cái sự thực hành thiền này thì những cái ba la mật đó nó mạnh mẽ nhất và khiến cho một cái người đó có thể đi đến niết bàn sớm nhất, đi đến niết bàn nhanh chóng nhất. Còn là có thể là mình muốn tạo các ba la mật ở bên ngoài thế gian, tức là mình đi giúp đỡ người khác, cung kính phục vụ bố thí về tài lực vật lực của mình, bằng sức lực của mình, thì đấy cũng là một cái cách bố thí để tạo các cái ba la mật. Nhưng mà cái ba la mật đấy thì nó giống như là cái con đường lòng vòng, nó cũng đi, có thể là nó cũng đi đến niết bàn, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Cái con đường đi đến niết bàn bằng cái sự mình tạo những cái ba la mật, bằng những cái phước báo nhân đấy, thì mình sẽ còn tái sanh ở trong cõi nhân thiên này còn nhiều, còn tái sanh còn nhiều, thì mình cũng đi đến niết bàn ở trong ngày vị la, thì nó khác nhau. Vậy cho nên là khi đi đến, khi chứng đắc được niết bàn rồi thì có người có cái duyên, có cái duyên rất là lớn đối với chúng sinh, có cái người có ít nhân duyên với chúng sinh. Ví dụ như cái người nào chỉ có mình chỉ có ẩn thân mình tu tập, mình không tạo những cái phước, không gieo những cái duyên lành với nhiều người, thì ví dụ như khi đấy vị đó chứng niết bàn rất là nhanh, nhưng mà vị đấy lại không có phổ độ được chúng sinh, tức là không có cái duyên để đi tế độ chúng sinh. Còn có những cái người thì do năn nộn ở thế gian để tạo các ba la mật, vì vậy cho nên là vị đấy lại tạo ra được cái duyên với rất nhiều chúng sinh, với rất nhiều người. Cho nên là khi vị đấy chứng đắc niết bàn sẽ có rất nhiều người theo vị đó để học pháp, và vị đó có nhiều đồ chúng. Ví dụ như Đức Phật chẳng hạn, Đức Phật năn nộn suốt 4 đời kiếp 100.000 đại kiếp để tạo ba la mật một thời gian rất dài như vậy. Cho nên khi Đức Phật thành đạo thuyết pháp thì Đức Phật có rất nhiều đệ tử, rất nhiều đồ chúng, giáo pháp tồn tại rất lâu. Đó là vì cái ba la mật được tích lũy một thời gian dài ở bên ngoài. Còn có những người thì không cần trải qua thời gian dài như thế để tích lũy ba la mật, vì đó chỉ trải qua 100 đại kiếp hoặc là 1, 2, 3, 4 một vài đại kiếp thì đó tinh tấn chuyên tu chỉ quán thì vị đó sẽ đi đến niết bàn rất là nhanh chóng. Nhưng mà cái duyên đối với quần chúng thì nó khác nhau là như vậy. Vậy cái người cứ chuyên tâm tu tập là nhanh chóng đi đến niết bàn nhất. Còn có những cái người thì nghĩ rằng là mình đi đến niết bàn rồi mình sẽ phải phổ độ thêm nhiều người cùng đến niết bàn như mình, thì cái người đấy ngồi thiền ít thôi, tạo phước ở bên ngoài nhiều và thì cái sự chứng đắc niết bàn nó sẽ lâu hơn, chậm hơn, nhưng mà mình sẽ có duyên để lôi kéo được nhiều hơn vào cái con đường giải thoát đó. Đấy, nó khác nhau là như vậy ha. Dạ, con thưa sư, câu hỏi tiếp theo từ hình là Tuệ Trường ạ. Dạ, con kính bạch sư, con rất muốn đọc các kinh sách Phật giáo nguyên thủy để đọc được những điều Thế Tôn đã thuyết giảng, nhưng con không biết bắt đầu từ kinh nào. Xin sư chỉ bảo cho con ạ. Thành thay lời thành trong năm bộ kinh đấy là pháp của Đức Phật thì kinh nào đọc trước cũng được, nó giống như là một cái mâm cỗ dọn ra, mình ăn món nào trước cũng được, món nào cũng bổ, cũng chất lượng hết. Thì pháp của Đức Phật cũng vậy, mình học pháp nào trước cũng được, trường bộ trước cũng được, trung bộ trước, tiểu bộ hay tăng chi bộ, bộ nào đọc trước cũng được hết. Đừng nghĩ là phải bắt đầu từ đâu, mà pháp là những cái pháp vị đó mình ăn món nào trước cũng được hết nhá. Cứ đọc, cứ gặp bộ nào thì mình sẽ đọc bộ đấy, cứ tuần tự đọc hết bài này đến bài khác, bộ này đến bộ khác, bắt đầu từ đâu cũng được hết, cứ đọc đi. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Hoàng Biên ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi sự khác nhau hay cách phân biệt trí thông minh và trí tuệ khác nhau như thế nào ạ? Trí thông minh và trí tuệ khác nhau nhiều. Ví dụ người có trí thông minh ý, thì
cũng có thể người đó cũng đồng thời là người có trí tuệ, nhưng mà có người có trí thông minh lại không phải là người có trí tuệ. Ví dụ người có trí thông minh, người ta học rộng biết nhiều, người ta học mà thuộc rất là nhiều thứ trên đời, người ta biết rất nhiều mọi thứ đông tây kim cổ. Ví dụ như là người ta biết được rất nhiều ngôn ngữ bởi vì người ta có trí thông minh, có trí nhớ, người ta biết rất là nhiều những cái kiến thức thế gian, thì đó gọi là trí thông minh. Còn cái người có trí tuệ có thể là người đó cũng thông minh, cũng biết nhiều thứ trên đời, nhưng cũng có thể người đó không thông minh, không biết nhiều, không có nhiều kiến thức, không học rộng biết nhiều, nhưng cái người đó biết đúng sự thật, cái người đó biết những cái gì cần biết, biết đúng với sự thật. Vị đó biết nhân nào sinh ra quả đấy, thấy những khổ đau biết rằng do nhân kiếp trước tạo ác nghiệp, thấy cái hạnh phúc an vui biết rằng do nhân kiếp trước tạo thiện nghiệp, biết được tại sao có chúng sinh phải đọa vào cõi khổ, tại sao có chúng sinh sinh về cõi này. Đấy là biết đúng sự thật, biết thế nào là khổ, thế nào nhân sinh ra khổ, thế nào là diệt khổ, con đường đi đến diệt khổ. Đấy là trí tuệ. Còn người có trí thông minh có thể người ta biết rất nhiều thứ, nhưng mà người ta không có trí tuệ, người ta không biết tại sao lại có cái khổ đau, tại sao có cái sự an vui. Những cái hành động, những cái việc làm này sẽ đưa đến cái hạnh phúc hay an hay khổ đau ở tương lai. Cái hành động nào, cái gì nó sẽ đưa đến cái sự an lành ở tương lai. Thì đấy là nó khác nhau giữa người thông minh và người trí tuệ là vậy. Người thông minh thì có thể có trí tuệ, có thể là không có trí tuệ. Còn cái người trí tuệ cũng có thể thông minh, có thể không thông minh. Chỉ khác nhau là một người thấy đúng sự thật, đúng chân lý thì là trí tuệ. Còn hiểu biết nhiều nhưng không đúng sự thật, không thấy đúng sự thật thì đó là có thông minh nhưng vẫn là người ngu, không phải là người trí. Khác nhau vậy hả? Dạ, con thưa sư, trí tuệ cốt tủy ở trong đạo Phật là gì ạ? Cái trí tuệ cốt tủy là trí tuệ là thấy được các cái pháp chân đế, thì đó là cái trí tuệ cốt tủy. Ví dụ như là vị đó thấy được cái thân này là đất nước lửa gió, chứ không thì đó là trí tuệ. Thấy được cái năm uẩn, cái tâm tâm sở nó, các cái tiến trình tâm nó sinh lên như thế nào, thấy được cái sự cái nhân sinh ra cái thân tâm cái danh sắc đó, thấy được cái vô thường khổ vô ngã của cái danh sắc đó, thì đó là cái cốt tủy của đạo Phật, là thấy được đúng cái sự thật gọi là niễu chi sự thật, thấy được cái sự diệt tận của các cái pháp hữu vi đó, thì đó là cái cốt tủy, là khi nào mình thấy ra được các cái pháp hữu vi này là vô thường, là khổ, là vô ngã, để diệt trừ đi cái tà kiến ảo tưởng cho rằng đó là thường là ngã, thì đấy là cái cốt tủy. Dạ, con thưa sư, hiện nay có một số vị chữa bệnh bằng cách thường tâm của vị ấy chữa bệnh cho người khác mà không cần chạm vào người bệnh, cũng không cần phải uống thuốc và biết đúng bệnh chữa được bệnh, vậy chúng con hiểu hiện tượng này như thế nào cho đúng ạ? Hiện tượng mà dùng tâm của mình để chữa được bệnh cho người khác á, hiện tượng này không có ở trong kinh điển, không có ở trong pháp của Đức Phật. Cái này nó là một cái pháp ở bên ngoài, cái pháp này thì không biết là nó có cái điều đó thật hay đó, nó chỉ là ảo tưởng, nó chỉ là tá kiến. Nếu mà sư có đọc qua lịch sử từ ngàn xưa đến nay, đến các cái vị thần y, các cái vị danh y từ cổ chí kim đến nay cũng không có cái cách chữa bệnh đó, không có cái cách chữa bệnh mà có thể ở đây mà thấy được bệnh của người khác ở nơi khác, chỉ trừ khi vị đó là một vị chư thiên thì vị đó mới cũng từng là một vị y sĩ ở cõi thiên giới, vị đó muốn giúp ở cõi nhân loại, vị đó gá vào một người nào đó để vị đó muốn bắt bệnh cho ai, thì có cái vị chư thiên nó mới đến để vị mới biết được bệnh người đó, mới có thể biết được như vậy. Chứ còn người bình thường thì có cái chuyện đó, người nếu là một con người bình thường thì không có cái chuyện đó. Ví dụ như Đức Phật cũng có thể biết được bệnh của người khác, nhưng mà đâu có chữa được bệnh cho người khác đâu, mà vẫn phải bệnh nào phải thuốc đấy, hoặc là dùng cái bài thuốc của các bậc thánh nhân là nghe ôn lại cái bài thất đắc chi để quân bình lại cái tâm thân tâm của mình.
thì nó cũng quân bình lại cái tâm lý nó hết bệnh, chứ đâu có cái cách mà chữa bệnh bằng tâm như vậy, nên cái pháp này không đáng tin. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thanh Huyền ạ. Dạ, con kính gửi sư ạ. Dạ, con dạ mô Phật, con chào sư. Dạ, thưa sư, con có điều bâng khuâng, xin sư từ bi cho con lời khuyên ạ. Dạ, con đã tìm hiểu và thử thực hành qua các pháp thiền định như thiền ấn đức Phật, A-la-hán và thiền hơi thở, con đã thực tập và thất bại rồi thử lại khá nhiều lần rồi ạ. Con không biết tại sao con lại gặp nhiều trở ngại như thế khi hành thiền định nữa ạ. Ví dụ như khi hành thiền ấn đức Phật, con cảm thấy mệt và nhức đầu. Khi thiền hơi thở, mấu chốt là nhận biết được hơi thở vào ra, con lại không thể nào cảm nhận được hơi thở. Mặc dù như lời khuyên của sư, con đã cố gắng thư giãn để tâm nhẹ nhàng rồi ạ. Điều này làm con cũng bị căng thẳng ạ. Nên con cũng không thể thiền hơi thở được nữa. Cứ như vậy con đã bỏ cuộc và thử lại nhiều lần nhưng đều thất bại. Con không biết là do cuộc đời con không thể thực hành và đắc thiền định được, hay là do con không phù hợp với đề mục nào khác. Ngoài ra, theo sự tìm hiểu của con, có các vị thầy có sự chỉ dẫn khác nhau, mỗi vị một ý, thành ra con không biết theo ai luôn ạ. Những điều trên là con cảm thấy mệt mỏi, con nghĩ rằng chắc là con không có đủ duyên với thiền. Nhưng do tuổi đời con còn trẻ, con nghĩ rằng thời điểm hiện tại con nên dừng việc hành thiền lại, tập trung vào việc phát triển học tập, công việc nữ giới, tìm hiểu về pháp học. Còn việc hành thiền thì chắc con sẽ đợi đến khi nào có đủ nhân viên, gặp đúng bậc thầy quả thật là người tu hành chân chánh, đúng chánh pháp và thực tu thực chứng, để được sự chỉ dẫn trực tiếp từ vị ấy thì sẽ tốt hơn. Con sợ rằng nếu tự thực hành mà hành sai thì sẽ nguy hiểm và bị tẩu hỏa nhập ma. Xin sư cho con lời khuyên ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Để mà thực hành thiền mà mình cứ thực hành thôi thì nó lại tốt đẹp. Còn mình thực hành mà mình lại còn thấy mình hành dở với hành không dở, tức là mình có mong cầu chứng đắc cái gì đó, thì cái sự thực hành đấy nó không xuất phát từ cái tâm chân chánh rồi, cho nên là nó không có, nó gặp trở ngại là phải thôi, thì cái tâm của mình nó không được tự nhiên. Còn nếu như mà thực hành thì mình cứ thực hành thôi, để cho nó giảm bớt phiền não, để cho nó an tâm, mình nhập ân đức Phật để cho tâm mình hoan hỉ với đức Phật, chứ mình cứ mong cầu là ta phải lắc định hành hơi thở vậy để cho tâm mình nó bớt năng sang. Mình chỉ biết là vì tâm mình nó có năng sang, có tạp nạn, có ô nhiễm, có phiền não, cho nên cái sự thực hành đấy nó giống như là cái sự gột rửa những cái phiền não đấy để chữa những cái tâm bệnh thôi. Giống như mình có bệnh mình phải dùng thuốc, thì cái tâm mình nó có bệnh thì mình dùng cái sự thực hành thiền để chữa thôi. Ngày nào cũng phải chữa, đói thì mình phải ăn để mình nuôi cái thân này, thì cái tâm này nó cũng vậy, nó cũng đói những cái pháp cao thượng thì mình phải hành thiền để mình chăm sóc nuôi dưỡng cho cái tâm cao thượng đó. Mình không có ăn cái thức ăn cao thượng, mình ăn cái thức ăn hạ nhiệt để mình nuôi dưỡng những cái ô nhiễm đấy, thì mình đi ra ngoài mình sẽ phóng dật năng sang, đấy là mình đang nuôi dưỡng cái tâm ô nhiễm. Còn mình hành thiền là mình nuôi dưỡng cái tâm thanh tịnh, thì nó khác nhau thôi, do cái sự hiểu, cái sự nhìn nhận, cái sự cái tâm, đem cái tâm ô nhiễm để mình thực hành cái pháp thanh tịnh, cho nên là nó mới gặp chướng ngại như vậy. Bây giờ mình thay đổi cái tâm lý lại, mình nghĩ rằng là mình cứ thực hành như thế này thôi, đừng nghĩ rằng là mình phải đạt được cái sự an vui hạnh phúc gì cả. Mới thực hành thì nó sẽ phải có khó khăn, phải có vướng mắc, phải có khổ đau, nhưng mà mình vẫn cứ thực hành thì nó cũng không sao. Giống như người không có lẽ bây giờ cứ phải cái món ăn thật là ngon, thật chất lượng mình mới ăn để nuôi cái thân này. Còn hôm nào cái món ăn nó không ngon, không phù hợp thì mình bỏ đi, mình không ăn. Mình không ăn có thể mình sẽ bị chết vì đói. Như vậy mình không thực hành thì cái tâm thanh tịnh nó dần dần nó chết đi, mà cái tâm ô nhiễm bắt đầu nó sẽ ngự trị ở trong mình. Thì đấy là cái cách. Còn nếu mà thực hành thiền để mà đi đến cái sự hoàn toàn viên mãn được thì mình cần có rất nhiều những cái phước lành, những cái yếu tố, cần phải có chú xứ thích hợp, có thời tiết thích hợp, thực phẩm thân cận, những cái bậc chân nhân, những người thích hợp, những người có thể hướng dẫn mình đi đúng pháp thực hành nữa, thì cái điều đấy là cũng cần thiết. Rồi là phải có những cái yếu tố ở trong tâm mình, phải biết quân bình các căn tín tấn niệm định tuệ,
về thực hành một cách có kham nhẫn, có tinh tấn, có niềm tin. Có rất là nhiều yếu tố nhân duyên, nhưng mà bây giờ mình chưa nên chuyên sâu. Nếu mình chưa có đủ những cái môi trường yếu tố thích hợp thì mình chưa nên chuyên sâu và chưa nên mong cầu những cái điều cao cả làm gì. Thì mình có chụp tập một chút thì tập, còn nếu không thì cứ lo tạo những cái phước này, giữ giới tạo phước cũng được, không sao. Để mình sẽ để cái việc thực hành lấy vào một cái dịp khác, khi nào mình có cơ hội thì mình lúc đấy hãy chuyên tâm thực hành. Còn bây giờ chúng ta thực hành cũng chỉ gọi là để mình có một chút thôi, để nó làm cái nền tảng cho cái sự chuyên tu sau này thôi. Thực tập một chút để cho nó thuận, cho nó thuần thục dần dần thôi. Còn khi nào mình có được đầy đủ các yếu tố chuyên tu thì lúc đấy hãy chuyên sâu, thì lúc đấy hãy hướng đến cái sự chứng đắc thiền. Còn bây giờ mình có thực hành không thể thành tựu được cái gì hết. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đặt câu hỏi tiếp theo từ giả Tài Phan ạ. Dạ, con xin chỉnh pháp ạ. Có khi con thiền tập trung vào hơi thở ra vào thì có những phần sáng mờ hiện ra như mọi khi hành thiền. Nhưng có một khoảnh khắc chỉ có 3-4 giây có một vùng sáng từ phía trái bùng phát ra làm trắng sáng một vùng đen. Không còn là những ánh sáng phần viện hòa với màu đen nữa, mà là một bức màu sáng rực nổi trội. Mà trước đây hành thiền con không nhìn thấy, và trong lúc hành thiền con có trạng thái an lạc và vui. Đã con bạch sư, xin sư cho con biết ánh sáng bùng lên trong khoảng 3 giây đó là gì ạ? Và nó khác gì với những ánh sáng bằng viện trong một vùng đen ạ? Và xin kính tri ân sư ạ. Nó xuất hiện những cái ánh sáng thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều những dưới những cái hình thức, những cái hình dáng, cái hình tướng khác nhau. Và đừng có để ý đến những cái đó, đừng có phân biệt ánh sáng đen, ánh sáng trắng gì hết. Tức là mình phải bỏ qua, nằm nơ nó đi, đừng quan tâm đến cái màu sắc của nó. Nó màu gì mặc kệ nó, màu đen, màu trắng hay là vùng nọ, vùng kia, đừng để ý, đừng quan tâm. Nếu như mình còn thấy những cái hình tướng như vậy là do cái tâm của mình nó còn bị đi theo cái ánh sáng đó, đi theo cái tướng đó. Và cái sự đi theo đấy là sai nhé. Và đừng có đi theo nó nữa, phải nằm nơ nó đi. Và cứ tiếp tục quan sát hơi thở thôi, chứ đừng quan sát ánh sáng, đừng đi nhận biết những cái hiện tượng khác nhau của ánh sáng. Như vậy thì cái tâm nó mới an ổn và nó mới tiến triển được. Còn nếu như mình còn đi theo nó như vậy là sai và sẽ không tiến triển được nhé. Rồi phải nằm nơ cái ánh sáng đi và tiếp tục quan sát hơi thở. Rồi cái ánh sáng sau này nó sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa cơ. Chứ cái đấy thì nó mới chỉ là mới sơ khởi có được một chút và chưa đáng kể gì, chưa đáng để cho mình quan tâm và suy xét đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc tiếp theo câu từ hành giả Chí Tịch ạ. Dạ, con kính bạch sư, giới cấm thủ là gì ạ? Giới cấm thủ có nghĩa là chấp thủ vào cái việc giữ giới. Ví dụ như là một cái người nào đấy mà vị đó giữ một cái giới nào đấy và vị đó chấp rằng là từ cái sự giữ giới này ta sẽ đạt được cái này cái kia chẳng hạn. Ví dụ như là một cái người ta chấp thủ vào một cái điều sai mà người ta cho là đúng. Ví dụ như là một cái người như trong kinh nói là một cái người tu hạnh con chó. Người ta ngồi chồm hồm ăn đồ ăn quăng xuống đất và người ta nghĩ rằng nhờ tu cái hạnh này sau này sẽ được sinh thiên giới. Nhưng mà đó là một cái sự chấp thủ vì cái hạnh con chó đó được gọi là giới cấm thủ. Vì tu tập cái hạnh đấy sau này phải đọa xuống địa ngục mà làm súc sinh, sinh làm chó chứ không sinh làm chư thiên được. Thì cái vị đó chấp những cái giới cấm sai lầm như vậy tưởng cho nó là thật thì đó gọi là giới cấm thủ. Hay là một cái người ta tu những cái pháp khổ hạnh. Tu những cái pháp khổ hạnh mà người ta nghĩ rằng nhờ cái tu pháp khổ hạnh này rồi mình sẽ đạt được những cái quả vị như là sinh thiên, sinh phạm thiên. Rồi đấy cũng là chấp thủ vào một cái điều sai. Mà sau này có thể từ cái khổ hạnh đấy người ta phải đọa xuống những cái đoạn xứ chứ chưa thắc được sinh thiên. Thì đấy được gọi là giới cấm thủ. Hay là một cái người mà trong khi mà mình thọ trì giới mà mình giữ giới một cách với một cái tâm gọi là si mê tà kiến ở trên cái cuộc đời này cũng như vậy. Ví dụ như là có một cái người đấy giữ giới
nhưng mà người ta lại không có nhìn vào cái giới của mình, người ta cứ đi soi người khác, người ta cứ phê bình chỉ trích soi mói người khác, tại sao người này không giữ giới, người ta có những cái tâm bất thiện rất là lớn, thì đó cũng được gọi là cái giới cấm thủ, tức là người đó giữ giới một cách sai lệch, không có giữ giới để cho cái tâm của mình nó vô tham vô sân vô si. Nhưng mà có khi người đấy giữ giới một thời gian, vì nó lại trở nên tham sân si nó rất là mãnh liệt, bởi vì là vị đó cứ nghĩ là mình giữ giới mình hơn người khác, mình khen mình chê người, mình thấy người nào cung kính mình thì mình hoan hỉ, mình thấy người nào không cung kính mình một cái là mình sẽ oán trách, sân hận giận hờn với những cái người đấy, nghĩa tôi giữ giới trong sạch như thế này sao ông hoan hỉ, ông cung kính tôi mà coi thường tôi. Thế là lúc đấy cái người đấy có những cái tâm sân hận bất mãn tiêu cực với chính cái sự giữ giới của mình, thì từ cái sự giữ giới đó khiến cho vị đó bị đọa lạc, mà vị đó lại tưởng là mình cao thượng, thì đó cũng được gọi là giới cấm thủ. Cứ có một cái gì tốt mà mình cứ trở nên ngã mạn tự mãn, khen mình chê người, rồi dần dần nó sẽ biến thành cấm chấp thủ vào cái điều tốt đẹp đó. Lúc đầu nó là tốt đẹp, nhưng mà do mình quá tham ái, quá ngã mạn, quá chấp trước vào nó thì nó lại trở thành xấu xa. Vì vậy nên đấy là cái nhiều người giữ giới xong rồi rơi vào giới cấm thủ là như vậy. Thì cái người đấy giữ giới mà sân tham sân hận ngã mạn nó rất nhiều thì đó là người đó đã rơi vào giới cấm thủ. Dạ, con kính bạch sư, bốn sắc chân đế, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại khác biệt thế nào với các khái niệm đất nước lửa gió theo chế định bình thường ạ? Cái pháp chân đế, khi mà bây giờ mình nhìn thấy những cái đất nước lửa gió ở bên ngoài thì cái đấy nó chỉ là đất nước lửa gió của bằng cái con mắt mình thấy thì nó chỉ là tục đế thôi. Còn chân đế là mình phân tích ra được nó, ví dụ như cái người đấy phân tích ra được cái đất nước lửa gió ở trên thân mình thì cái thân mình nó sẽ tan ra thành những cái hạt sắc. Rồi vị đó nhìn sâu vào những cái hạt sắc đó, phân tích ra được cái hạt sắc đó là sắc gì. Ví dụ như là mình sẽ phân tích ở trên thân mình này, có những cái sắc do nghiệp quá khứ sinh, sắc do tâm sinh, sắc thời tiết sinh, sắc vật thực sinh. Thì trong những cái hạt sắc đấy nó cũng có đất, có nước, có lửa, có gió. Nó thuộc về vật chất thì bao giờ nó cũng có đất, nước, lửa, gió. Nó có màu, có mùi, có vị và có cái dưỡng chất của nó. Thì đó là cái sắc chân đế là mình sẽ phân tích ra, mổ xẻ chia sẻ nó ra ở một cái dạng gọi là nhỏ bé nhất, hay là những cái pháp nhỏ bé đến mức tột cùng không thể chia sẻ thêm được nữa, thì đó gọi là chân đế. Chân đế tức là nó đạt đến cái mức tột cùng rồi, không còn thể nào mà mổ xẻ được nó ra nữa thì gọi là chân đế. Thì dụ như là bây giờ mình phân tích một cục đất, mình nhìn bằng con mắt thường thì nó là cục đất, nhưng mà bằng cái trí tuệ để quán cái pháp chân đế, mình khi mình phân tích đất nước lửa gió trên cái cục đất thì cục đất nó cũng tan ra, bắt đầu nó biến thành những cái hạt sắc kalapa. Thì trên mỗi một cái hạt sắc đấy nó cũng có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất, có 8 cái yếu sắc bất ni đấy, thì đó là sắc chân đế. Trên nước cũng vậy, bây giờ mình hướng một cái người mà thực hành thiền tứ đại rồi, có cái trí tuệ đấy, vị đó hướng tâm vào một cái bát nước, vị đó lấy một cái đối tượng là nước, rồi vị đó phân tích trong nước đấy, nước ấy nó cũng tan ra thành những cái hạt sắc. Thì trong mỗi hạt sắc ấy nó cũng có đất, có nước, có lửa, có gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Lửa cũng vậy, mình hướng tâm vào một ngọn lửa, mình lấy nó làm đối tượng, mình phân tích nó ra thì nó thành những cái hạt sắc, và trong đó nó cũng có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Thế trong một cái mình lấy một cái điểm là một cái gió ở trong người mình, mình phân tích cái gió ở trong người mình, ví dụ cái gió của hơi thở, hay là cái gió nó đi lên đi xuống ở trong bụng, trong ruột mình, hay là cái gió bên ngoài cũng được, thì mình phân tích ra thì nó ở trong đấy, nó trong cái gió đấy nó cũng là vật chất, nó cũng có đất, có nước, có lửa, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất. Còn nếu nó là cái gió của hơi thở thì nó có thêm một cái nữa, âm thanh của hơi thở. Đấy là cái pháp chân đế, là mình sẽ phân tích được nó ra ở cái mức tột cùng như vậy. Còn nếu mình nhìn trên cái pháp tục đế, mình thấy cục đất là đất, đâu có thấy nước nó đâu. Còn nếu mình nhìn vào bát nước, mình thấy nó là nước, nó đâu có đất, có lửa, có gió đâu. Mình nhìn vào lửa, mình thấy nó là lửa, đâu có nước, có đất, có gió ở đấy. Mình thấy gió nó là gió, đâu có đất, có nước ở trong đấy.
Nhưng khi mà phân biết, phân tích là ở cái pháp chân đế thì trong đất nó cũng có đất nước nửa gió, trong nước nó cũng có đất nước nửa gió, trong nửa trong gió cũng vậy, nó đều có đầy đủ, chẳng qua là yếu tố nào nó trội hơn mà thôi. Thì đất nó trội hơn thì mình thấy nó là cục đất, nước nó trội hơn thì mình thấy nó là cái vũng nước, nửa nó trội hơn thì mình thấy nó là ngọn lửa, gió nó trội hơn mình thấy nó là gió, nhưng trong nó đều có đủ cả bốn cái sắc, bốn cái đại chủng đó là đất nước lửa gió, nó không thể tách rời nhau và màu mùi vị dưỡng chất của nó không thể tách rời nhau. Đó là trên cái pháp chân đế là nó như vậy, nó khác với này, những cái sắc mà mình nhìn bên ngoài là thế. Dạ con thưa, con kính bạch sư ạ, tưởng chi và tuệ chi khác nhau như thế nào ạ? Tưởng chi là mình hiểu sai thì gọi là tưởng chi, còn tuệ chi là hiểu đúng. Ví dụ như là tưởng chi là bây giờ mình sẽ nhìn một cái gì đó từ ở xa, ví dụ như là có một cái người nào đó, người ta làm một cái hình nộm, người ta để ở giữa đường ấy, người đi qua nhìn thấy cái hình nộm đó, nhìn thấy từ xa xa, nghĩ ôi đây là người nào đấy nhỉ, thì đấy là tưởng chi. Nhưng mà khi lại đến gần rồi mới thấy à đây nó chỉ là một cái bù nhìn, một cái hình nộm thôi, nó không phải là người thật, thì lúc đấy người đó nhìn ra cái sự thật, nhận ra được cái sự thật thì đó mới là tuệ chi. Vậy thì tưởng chi là nhìn sai hiểu sai, tuệ chi là nhìn thấy đúng hiểu đúng. Vậy thì trên cái thân thể này, một cái người mà vô minh thì nghĩ rằng cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, hay cái thân này là đẹp hay là xấu, thì đấy là tưởng chi, bởi vì vì đó không thấy được đất nước lửa gió ở trong cái thân này. Còn cái người có tuệ chi là người ta thấy được đất nước lửa gió ở trong cái thân này, cho nên là gọi là tuệ chi. Cho nên là trong cái bài kinh pháp môn căn bản này, Đức Phật nói đấy, ngày vô văn phàm phu để tưởng chi địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại là ta đấy, là tự ngã của ta, cho nên là mới dục hỉ đối với lại địa thủy hỏa phong này. Còn bậc đa văn thánh đệ tử thì tuệ chi, thắng chi thấy nó là đất nước lửa gió, cho nên là không thấy nó, thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không tự ngã của ta, cho nên là không dục hỉ, không tham dục, không tham đắm với nó. Cho nên đấy, vậy thì tưởng chi là hiểu sai, cho nên sinh ra tham dục, sinh ra sân hận, sinh ra si mê. Còn tuệ chi là hiểu đúng, cho nên ni dục, ni sân, ni si mê và thành tựu được chánh trí. Đấy là khác nhau tưởng chi với tuệ chi. Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ con kính bạch sư, có người cho rằng việc nỗ lực chứng đắc các tầng thiền là tu sai, bởi vì ý niệm mà phải chứng cái này cái kia nó làm tăng trưởng ngã mạn, và thứ hai khi mình nghĩ phải tu chứng cái này cái kia thì nó là tà kiến về bản ngã, nên không nên tu chứng đắc các tầng thiền, chỉ cần hay biết duy trì sự tỉnh giác là đủ. Con kính bạch sư, về việc tu chứng các tầng thiền định là nên hay không nên ạ? Và con nên như lý tác ý như thế nào để không rơi vào tà kiến và ngã mạn với sự chứng đắc và các hành vi tâm linh của bản thân ạ? Thì nó có tà kiến hay không nó còn do bản thân người đó ấy. Ví dụ như là mình tu tập thì mình cứ tu tập, còn cái sự chứng đắc thì đó là cái kết quả của sự tu tập. Cũng giống như là một cái người, người ta trồng một cái cây, một cái mang một cái hạt cam đi, người ta trồng người ta cứ biết trồng, nhưng mà cái hạt cam đấy nó lên rồi nó sẽ phải ra hoa và nó sẽ kết trái, đó là cái yếu tố tự nhiên của nó. Do dù người đó có mong hay không mong, người đó trồng đúng thì nó vẫn ra quả, người đó trồng sai thì nó sẽ chết mà nó không ra quả. Thì cũng như thế thôi. Một con gà nó ấp trứng, nó mong rằng con ta sẽ nở ra. Nó mong như vậy cũng được, mà nó chẳng cần mong, lúc nào nó cũng nhiệt tình ấp ủ cái quả trứng đó. Rồi đến ngày, đến tháng thì cái quả trứng ấy, cái con gà con nó cũng phá vỡ cái vỏ và nó chui ra ngoài. Cũng như vậy, một cái người mà thực hành thiền, mình cứ chánh niệm tỉnh giác, an trú trên cái đề mục thiền một cách nhiệt tâm tinh cần, thực hành đúng pháp, thì dù mình có mong rằng tôi sẽ chứng đắc hay không mong rằng tôi sẽ chứng đắc, nhưng với cái sự thực hành đấy, với con đường, với đạo độ đấy, nó sẽ đi đến kết quả,
mình sẽ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nếu như mình thực hành đúng cái pháp đó. Cái pháp đấy là hãy thực hành như vậy, giống như một cái con đường đi từ ở nơi này đến một nơi khác. Khi mà đi mình khởi lên cái ước mong, mong rằng tôi sẽ đến cái nơi đó cũng được, mà mình không cần mong, mình chỉ cần bước đi rồi cuối cùng mình cũng sẽ đến. Cái sự thực hành là như vậy, thực hành cũng giống như người trồng cây vậy, nó sẽ là quả, giống như người đi trên đường nó sẽ đến đích. Mong hay không mong nó còn tùy vào cái tâm lý cái của mỗi người khác nhau mà thôi. Còn có những cái người mà khởi lên cái tâm tà kiến, có thể mình không đi nhưng mà mình cứ muốn đến, hay là mình không trồng nhưng mà mình muốn cho nó ra quả, hoặc là nó chưa đến ngày ra quả nhưng mà mình cứ cố ép nó ra quả. Cái người đấy là quá tham ái đối với sự chứng đắc, quá mong cầu đối với sự chứng đắc, thì nó có thể nó sẽ vì quá mong cầu, quá tham ái đối với sự chứng đắc đó, cho nên khi chứng đắc rồi, vị đó lại coi như là mình đã được một cái kho vàng, được một cái gì đó quý báu lắm, cho nên là vị đó sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ và sinh ra ngã mạn ở đấy. Còn nếu như một cái người mà thực hành với một cái tâm lý thản nhiên bình thường, chánh niệm tỉnh giác một cách thản nhiên, không coi cái việc chứng đắc các tầng thiền sắc giới, vô sắc giới này là cứu cánh, mà vị đó chỉ coi nó là phương tiện để đi đến giác ngộ giải thoát mới là cứu cánh, thì cái vị đó không bao giờ bị vướng vào tham ái, ngã mạn, tà kiến và sinh vào sự mong cầu đó. Mà cái vị đó khi mà chứng đắc các cái tầng thiền đó, vị đó vẫn coi nó là bình thường, coi nó vẫn còn là cái nền tảng để vị đó thành tựu trí tuệ thôi, thì vị đó không bao giờ bị rơi vào ngã mạn. Nó còn tùy theo cái tâm lý của cái người đó. Chứ còn bây giờ mình học Phật, thực hành theo pháp của Đức Phật, mình chỉ có y cứ vào lời Đức Phật chứ không y cứ vào lời của các cái vị thầy nào đấy. Vị đấy không có thực hành thiền thì vị đó không có ủng hộ, vị đó nói ra cái lời đấy chứ không phải Đức Phật nói ra lời đấy. Đã Đức Phật nói ra một cái lời là này, các tỳ kheo các ông đừng có thực hành thiền định và đừng chứng đắc các tầng thiền, bởi vì chứng đắc các tầng thiền các ông sẽ ngã mạn đấy. Có kinh nào nói vậy không? Nếu như có cái câu kinh nào nói như vậy thì mình sẽ tin theo. Nhưng mà giờ có thể mình sẽ đọc hết trong Tam Tạng, không có câu nào Đức Phật nói như thế. Mà Đức Phật luôn nói rằng này các tỳ kheo, hãy thực hành thiền định. Khi có định các ông sẽ thấy được các pháp như nó thật sự là. Đức Phật luôn luôn tán thán, hãy đọc tất cả những cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh mà xem có cái bài kinh nào mà Đức Phật không nói về thiền định và thiền tuệ đâu. Tất cả các pháp của Đức Phật chỉ nói về giới, về định và về tuệ, về các tầng thiền rất là nhiều, vô cùng nhiều các tầng thiền. Trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật nói về các cái cõi này, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên này, Quang Âm Thiên, Vô Lượng Quang Âm, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Tiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên đấy, Quảng Quả Thiên đấy, Vô Tưởng Thiên đấy, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, thì đều là các tầng thiền mới sinh về các cõi này. Thì đây là Đức Phật trong bài kinh nào mà chẳng nói đến các tầng thiền. Nhưng đọc tất cả những người nói là như vậy là do người ta không học kinh, không có pháp, không học, hay là học mà không có nhớ, hay là không có thực hành, nên mới nói ra những cái lời bác lại cái tư tưởng của Đức Phật như vậy. Thì người đấy nó có tội, nhưng không phải là bậc chân nhân. Bậc chân nhân thì không có khuyến khích người ta là không thực hành pháp của Phật. Thế thôi. Dạ, con kính bạch sư ạ. Đoạn trong bài kinh số 1 này, thắng chi tứ đại là tứ đại, dục thì là căn bản của đau khổ, từ hữu sanh khởi lên. Thắng chi niết bàn là niết bàn, là thuộc những đế nào ở trong tứ thánh đế, tứ diệu đế ạ? Thì vị ấy thấy được cái thân này là đất, nước, lửa, gió. Thì vị đấy cũng vừa rồi vị đấy cũng thấy cái đất, nước, lửa, gió đấy nó sinh lên và nó diệt đi liên tục. Vì thấy được tính sinh lên và diệt đi liên tục như thế, cho nên vị đó thấy được vô thường. Vì nó vô thường như thế cho nên nó là khổ, vì khổ cho nên nó là vô ngã. Thì vị đó thấy được cái sự khi mà thấy được cái sự thật của cái tứ đại đất, nước, lửa, gió đấy rồi, là vị đó thấy được cái chân lý thứ nhất khổ đế. Rồi vị đó thấy được những cái dục hỷ là nguyên nhân sinh ra khổ, từ hữu sanh khởi nên. Thì đấy là thấy được cái tập đế là cái nguyên nhân sinh ra khổ, chính là dục hỷ đó, là tham dục, tham ái với cái thân này đó.
Từ tham nên nó sinh ra chấp thủ, chấp thủ mới có nghiệp hữu, có nghiệp hữu mới có tái sinh, thì đó là tập đế nhá. Rồi vị đó dứt trừ được không dục hỉ, tức là khi mà một người có trí tuệ không diệp gì, vị đó nhiễu chi được cái pháp đó, nhiễu chi được tứ đại đất nước nửa gió đó, thì đó là diệt đế. Còn trong cái quá trình vị đó phát triển cái trí tuệ để thấy được cái đất nước nửa gió, thấy được cái dục hỉ nhân sinh ra cái khổ đau đó, thấy được cái sự diệt tận khổ đau đó, thì trong tất cả cái quá trình đó đều là đạo đế. Vậy thì một cái bậc mà niễu chi, tức là một cái bậc đa văn thánh đệ tử, hay là một cái bậc A-la-hán đã nậu tận các cái phiền não và Đức Phật chánh đẳng giác, là những cái bậc hoàn toàn niễu chi cả về khổ đế, cả về tập đế, cả về diệt đế và cả về đạo đế. Tức là niễu chi cả về tứ thánh đế trên cái thân tứ đại năm uẩn bên trong bên ngoài cao thượng hạn nhiệt này đều nhiễu chi hết, thì đó là tứ thánh đế đều được chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc hết đối với một cái bậc có sự nhiễu chi đối với này, cái tứ đại đó. Dạ con thưa sư ạ, xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Lý Tình ạ. Dạ con kính bạch sư, bốn sắc chân đế tứ đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại của con người và chư thiên có gì khác nhau ạ? Bốn cái đại chủng ở con người chư thiên khác nhau là cái mà ví dụ như là cái sắc pháp, cái sắc thân tứ đại của con người thì nó là một cái sắc thân nó rất là thô, nó thô phù mình bằng cái mắt thường mà mình có thể nhìn thấy, các hàng xúc sinh cũng vậy mình có thể nhìn thấy, nhưng mà cũng là cái sắc pháp đấy ở các hàng chư thiên mình lại không nhìn thấy được, cái mắt con người mình không nhìn, các vị chư thiên người ta nhìn thấy nhau. Hoặc là một người phải có cái tâm rất là thanh tịnh, rồi là các vị ấy phải có cái thiên nhãn trí mới thấy được cái sắc của các cái hàng hóa sinh. Các cái hàng hóa sinh họ có cái sắc rất là vi tế mà bằng cái con mắt thường không nhìn thấy được, chỉ có cái thiên nhãn trí mới thấy được, hoặc là các cái vị cùng cõi sống với nhau mới thấy được. Ví dụ như chúng sinh ở cõi địa ngục, người ta cũng có thân, có cái cảm thọ đau khổ ở trên thân, người ta cũng có tâm thức nhưng mà mình không thấy được, nhưng mà họ nhìn thấy nhau. Các cái chúng sinh hàng ngã quỷ cũng là hàng hóa sinh, người ta cũng có cái thân thể rất là xấu xí, khổ đau nhưng mà mình không thấy, nhưng họ thấy nhau. Các hàng chư thiên vậy, thân thể của họ hào quang ánh sáng rạng người, rất là xinh đẹp nhưng mà mắt con người phàm phu bình thường không thấy, nhưng họ thấy nhau, và những người có thiên nhãn thấy họ. Các vị phạm thiên với càng ở cái cõi cao hơn thì cái sắc nó càng vi tế hơn, vậy nên nó khác nhau là như vậy. Cái sắc ở thân con người này nó cũng là đất nước nửa gió nhưng mà nó là thô, và mình có thể đụng chạm và thấy bằng cái mắt thường. Còn các hàng chư thiên thì vi tế mà mắt thường mình không thấy, mình không biết được, nhưng mà cũng là tứ đại. Nó chỉ thì thế thôi. Dạ, con bạch sư, pháp vô vi và pháp hữu vi khác nhau như thế nào ạ? Pháp vô vi và pháp hữu vi tức là cái pháp hữu vi tức là muốn chỉ cho những cái nó thuộc về danh và sắc, là những cái mà nó luôn luôn có cái tính sinh và diệt. Danh sắc này nó cứ sinh diệt liên tục, tất cả những cái vật chất mình nhìn thấy hay không nhìn thấy này, thân và tâm của mình này, nó luôn luôn sinh diệt, nó vô thường. Vì vô thường nên khổ, vì khổ mình không làm chủ được nó nên gọi là vô ngã. Thì đấy là cái đặc tính của cái pháp hữu vi. Hữu vi là thuộc về vật chất và tinh thần, danh và sắc. Còn cái pháp vô vi là chỉ cho một cái trạng thái của cái sự không hiện hữu các pháp hữu vi. Nó chỉ là một cái khái niệm, một cái danh từ để chỉ cho một cái trạng thái không còn hiện hữu của danh và sắc nữa. Ví dụ như một bậc A-la-hán nhập Đại Bát Niết Bàn, vị đấy không còn danh, không còn sắc, cho nên được gọi là vô vi. Vị đấy chứng được cái pháp vô vi, tức là nhập Niết Bàn hoàn toàn. Thì gọi là pháp vô vi là một cái danh từ để chỉ cho một cái trạng thái bất sinh bất diệt thế thôi. Nó không còn cái sự tồn tại dù là nhỏ bé nhất, không còn nữa. Thì đó là một cái khái niệm tương đối để chỉ cho một cái trạng thái tuyệt đối. Và cái này chỉ có người chứng ngộ thì cảm nhận được. Còn bây giờ mình suy luận và đàm luận và tranh luận thì nó rơi vào hí luận, và nó không có đi đến đâu hết.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh An ạ. Dạ, con kính bạch sư, danh là gì và sắc là gì ạ? Danh là cái mà để chỉ cho cái tâm của con người thôi, tâm và tâm sở ấy. À, ví dụ cái tâm của mình nhé, vui buồn hay là những cái tư tưởng, cái sự nhận thức, thì tất cả những cái tâm thức đấy thì được gọi là danh, đấy là theo cái thuật ngữ Phật học gọi là nama. Còn sắc rupa kanapa tức là chỉ cho những cái mà nó thuộc về vật chất, là nó những cái thân của mình này với lại các cái vật ở bên ngoài ấy, thì được gọi là sắc rupa đấy. Thì gọi là vậy, thì cứ gọi là sắc là thân, còn danh là tâm là được, hiểu như vậy. Còn muốn hiểu sâu thì mình phải học vi diệu pháp để hiểu về danh với sắc. Dạ con thưa sư ạ. Dạ con thưa sư, có bao nhiêu loại tham ái ạ? Bao nhiêu tham ái ạ? Tham ái mà phân tích là ở cái mức độ chi tiết thì rất là nhiều, nhưng mà chỉ phân tích ở cái mức độ tổng quát thôi, thì ví dụ như là 6 thọ duyên cho 6 ái, ví dụ như là 6 căn này, mình tham ái với sắc, với con mắt tham ái với sắc, tai tham ái với âm thanh, mũi tham ái với mùi hương, lưỡi tham ái với vị, thân tham ái với xúc, ý tham ái với các pháp, gọi là 6 căn tham ái với 6 trần, đấy gọi là 6 cái tham ái. Hay là ở cái mức độ chi tiết, ở cái mức độ mà tổng quát hơn nữa thì gọi là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Tức là tham ái ở cõi dục, chúng sinh ở cõi dục thì tham ái với những cái cảnh dục. Ở giác quan tham ái với các cảnh trần thì gọi là dục ái. Hữu ái là các cái vị phạm thiên sinh về cái cõi sắc giới thì tham ái với cái thân năm uẩn ở cái cõi đấy nên gọi là hữu ái. Vô hữu ái là các cái vị phạm thiên vô sắc sinh về cái cõi chỉ có tâm mà không có thân, thì quý vị cũng tham ái với cái cõi sống ở cái cõi vô sắc đấy, cho nên gọi là vô hữu ái. Thì cũng đấy là cái chỉ cho về tham ái là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dạ con thưa sư ạ, con kính bạch sư ạ, thân kiến là gì ạ? Thân kiến tức là cái sự nhận biết về cái thân, cái sự kiến ở đây có nghĩa là hiểu biết, cái chi kiến là nhận thức, hiểu biết về cái thân, về cái thân năm uẩn này. Vì đấy trong cái bài kinh căn bản pháp này thì nói về thân kiến rồi. Thân kiến ở đây là một cái người phàm phu, nếu mà một cái người vô văn phàm phu thì sẽ chấp có cái tưởng chi về cái thân kiến này, về cái thân này, vì đó sẽ chấp là cái thân này là thường lạc ngã tịch, tức là tôi là của tôi, là tự ngã của tôi, thì đấy gọi là một cái người đấy còn chưa đoạn trừ được thân kiến, tức là vị đó còn có những cái nhận thức, có những cái chi kiến, có những cái hiểu biết sai về cái thân. Vì cái thân này nó còn, đối với một cái người có trí tuệ thì phân tích ra được, thấy cái thân này là đất nước lửa gió, năm uẩn này là vô thường khổ vô ngã, thì cái vị đó đoạn trừ đi được cái tà kiến, cái sự ảo tưởng, cái hiểu biết sai về thân, mà vị đó có cái trí tuệ thấy đúng về cái thân, nên được gọi là thân kiến hay là đoạn trừ được thân kiến. Thì chỉ có các bậc thánh mới đoạn trừ được thân kiến, còn phàm phu thì vẫn còn sống với cái thân kiến hay là còn có cái sự tà kiến ảo tưởng về cái thân này, cho nên còn tái sinh luân hồi lâu dài. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con kính bạch sư, có gì khác nhau giữa sự liễu chi và trí tuệ của một vị thánh hữu học và một bậc A-la-hán ạ? Liễu chi và trí tuệ của bậc hữu học và bậc A-la-hán, thì cái sự liễu chi của một cái bậc hữu học với bậc A-la-hán thì là bậc thánh hữu học có liễu chi, tức là cũng thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã ở trên cái danh sắc này, ở trên cái thân này, nhưng mà vị đó mới liễu chi được một phần mà chưa liễu chi được toàn phần. Còn các bậc A-la-hán thì liễu chi được toàn phần, chứ không còn cái sự liễu chi một phần như là những bậc thánh hữu học. Các bậc thánh hữu học mặc dù đã đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, nhưng mà các vị ấy vẫn còn dục tham sân hận chẳng hạn. Rồi là cũng có những bậc thánh thì đoạn trừ được dục tham sân hận,
nhưng mà vẫn còn có những cái hữu ái, vô hữu ái. Còn chỉ có bậc thánh thì mới đoạn trừ được dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Bậc A-la-hán thì đoạn trừ được niễu chi, và cái sự niễu chi đó cao hơn. Còn các cái bậc thánh hữu học thì có sự niễu chi mà nó ở cái mức thấp hơn. Nó cũng giống như cái trí tuệ của mỗi bậc sẽ khác nhau. Trí tuệ của những bậc sơ quả, nhị quả, tam quả khác, còn trí tuệ của bậc A-la-hán khác. Thì niễu chi chính là cái trí tuệ đó. Một cái bậc mà có được một phần trí tuệ, còn một bậc là có toàn phần trí tuệ. Giống như là mặt trời bắt đầu mọc lên 1/4, sau đó lại mọc lên một nửa, sau đó thì mọc lên 3 phần, và sau đó thì mọc ra toàn phần. Thì khi mà mặt trời mới nhó lên dù là 1/4 thôi cũng đã có ánh sáng rồi, thì ánh sáng đó là ánh sáng trí tuệ, đã diệt trừ được bóng tối vô minh. Nhưng nó chưa rõ ràng toàn phần như khi mặt trời mà đã vượt qua khỏi cái mây, mà nó đã tỏa sáng toàn phần, thì nó sẽ diệt trừ hết tất cả những bóng tối. Thì cũng như vậy, các bậc thánh hữu học có trí tuệ giác ngộ rồi, nhưng mà vẫn còn dư một chút vô minh. Và các bậc A-la-hán thì cái trí tuệ toàn phần, cho nên mới quét sạch vô minh. Thì nó khác nhau như thế không? Dạ, con kính bạch sư ạ, hiện nay có hành giả Thái Khan ạ, có giơ tay chỉnh khắc trực tiếp ạ. Dạ vâng ạ, xin mời hành giả Thái Khan ra được sức các mở mic ạ. Dạ con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch sư ạ. Dạ, con ngồi thiền gần 2 tháng nay á, thì lúc nào con ngồi thì con cũng thấy được ánh sáng tỏa từ mũi lên trên đầu ạ, và từ đấy thì ánh sáng tỏa ra cả đầu và rồi dần cả người ạ. Và có những lúc con ngồi từ 1.5 tiếng đến 2 tiếng, và cứ như vậy, nhưng mà tâm con thì lúc nào cũng con đoán là hơi thở ạ, và con không có theo ánh sáng gì cả, con cứ bám chắc vào hơi thở thì con thấy ánh sáng cứ tỏa dần lên. Và gần đây trong 3-4 cái buổi thiền này thì con có những lúc thì con có những điểm sáng, con nhìn thẳng vào ánh sáng này, và con thấy ánh sáng nó cứ bền vững như vậy. Con xin sư chúc con là đến rồi con sẽ ngồi tiếp như thế nào, hay con cứ ngồi mãi như vậy ạ? Mỗi ngày ngồi được mấy thời vậy? Dạ, thường xuyên là buổi sáng con ngồi được từ 3:30 cho đến 5:30, hoặc là có lúc từ 4:00 thì con ngồi đến 6:00 ạ. Rồi đa phần là có khi buổi tối thì con thường ngồi được từ thêm 1 tiếng nữa. Còn nếu trong ngày con rỗi và không đi làm thì con sẽ ngồi tiếp thêm được 1-2 giờ nữa, và lần nào 1 tiếng trở lên. Ngồi mấy phút thì nó có ánh sáng? Dạ tùy hôm ạ. Nếu mà hôm nào mà con ít tiệc ạ, xin phép sư được thì con còn đi làm, thì nếu hôm nào con ít tiệc và con thu túc lục căn nhiều, và hầu như là con bớt tất cả những cái việc chung quanh, thì có khi con vừa ngồi xuống cả là con đã thấy cái ánh sáng ạ. Nhưng mà có hôm nào là có việc gì đấy thì có khi con ngồi đến 15 phút, 20 phút thì mới có ánh sáng ạ. Nhưng mà gần cái việc của ánh sáng sẽ nhanh hơn. Thế là tốt rồi. Thì nói vậy sư hiểu rồi, đủ rồi. Thứ nhất là đừng đi theo cái ánh sáng ra khắp toàn thân như vậy nhá, đừng để nó lan lên khắp trên đầu như vậy. Tức là mình còn đi theo ánh sáng như vậy thì vẫn chưa tốt. Đừng mặc dù đú tâm và hơi thở ánh sáng nó tỏa lên nó có thể là rất là lớn, nhưng mà mình đừng đi theo nó, đừng đi dẫn cái ánh sáng nó xuống dưới người mình, dẫn lên trên đầu như vậy. Mình đừng có đi quan sát nó quá rõ, mà cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Ở cái giai đoạn đấy mặc dù mình thấy nó vậy thôi, nhưng mà vẫn chưa phải là mạnh nhỉ, vẫn định vẫn chưa phải là đã mạnh mẽ sâu đâu, vẫn còn phải quan sát hơi thở tiếp, chứ cũng đừng có vội quan sát ánh sáng ấy. Thì khi nào mình có thời gian ngồi rất là lâu, 2-3 tiếng,
ngồi được nhiều, mà ánh sáng nó phải mạnh hơn nữa thì mới được để tâm sang ánh sáng. Nhưng bây giờ mình có thể quan sát hơi thở cùng với ánh sáng thì cũng được. Tức là mình quan sát hơi thở mà ánh sáng nó ngay ở trước mặt mình, nó hòa nhập với hơi thở. Mình không chủ động chú tâm sang ánh sáng, mình chỉ để quan sát hơi thở thôi. Nhưng mà ánh sáng đó mình vẫn thấy nó, tất cả những cái sự hoạt động của nó mình vẫn thấy thì cũng không sao. Vậy thì cứ quan sát hơi thở để cho ánh sáng nó hòa nhập, hòa quyện với hơi thở, chứ cứ chưa vội quan sát ánh sáng nhé. Và đừng đi theo ánh sáng. Dạ, con thưa sư ạ, câu hỏi từ hành giả Nguyễn Thị Hạnh ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, con có một chị bạn Phật tử, hôm trước chị ấy có thỉnh một vị sư về nhà. Con có được may mắn là có mặt tại đó, và khi được sự thỉnh mời của gia chủ, sư đã hướng dẫn cho mọi người có mặt tại đó tục đọc nghi thức về tam quy, tam bảo và thọ trì về ngũ giới ạ. Khi đọc đến điều giới thứ tư là có tác ý tránh xa sự nói dối, bản thân con đã gặp khó khăn khi không thể đọc tụng được tròn vành rõ chữ điều giới đó. Mặc dù bình thường con có đọc được điều giới đó, qua sự việc hôm đó con nhận thấy bản thân có nhiều kiến thức về giới, đặc biệt là giới nói dối. Dạ, con xin phép được sám hối về giới nói dối của mình và kính mong sư giảng giải thêm cho chúng con về điều giới này. Có phải là khi ở trước một vị có giới thanh tịnh thì một người không có thân khẩu ý thanh tịnh thì khi đó những điều lỗi của người đó sẽ dễ dàng bị phơi bày ra không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Ừ, cũng có thể đó, cũng có thể do lúc đấy mình khởi lên cái tâm trạng hối, do mình biết rằng là mình giữ giới không thanh tịnh cho nên là mình đọc nên cảm thấy nó ngượng ngùng, nó cũng có chứ không phải không. Thì bây giờ mình cần phải hồ thẹn, ghê sợ những cái lỗi lầm ấy, xong là mình thọ trì giới cho nó thanh tịnh, mình sửa đổi từng cái thói hay nói dối của mình trở thành cái sự chân thật ấy. Một thời gian sau mình thấy cảm thấy hoan hỉ về cái giới thanh tịnh đó thì là nó sẽ thay đổi đi thôi. Bây giờ bắt buộc mình phải thay đổi, mình phải thọ trì và mình thận trọng để giữ giới cho tốt, cố gắng nói những cái sự thật và bỏ hết những cái tính nói dối đi là nó sẽ hết. Dạ, con kính bạch sư ạ, câu hỏi từ hành giả Hà Nguyễn ạ. Dạ, kính bạch sư, khi con thấy hành thiền tâm vẫn lăng sang không định, nhưng có lúc con thấy tâm tự động ngưng thiền theo khoảng thời gian mà con đã tác ý trước đó ạ. Vậy sự tự ngưng đó vẫn chưa tạo thành quyết định ba la mật đúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Sự tự ngưng tức là mình có cái tác ý là ngồi trong một tiếng, hết một tiếng thì nó tự động nó thôi. Nó cũng có quyết định ba la mật nhưng nó yếu. Khi nào mình lắc thiền rồi mình tác ý như vậy mà nó thành tựu như vậy thì cái quyết định nó cao hơn, nó mạnh hơn thôi, chứ nó không phải là không có. Nó cũng có đấy. Mình chừng nào mình bỏ dở, mình không thực hành hết cái thời gian mà mình đã quyết định đấy thì cái ba la mật về cái quyết định đấy nó mới kém. Và nếu mà mình thực hành mà nó mình tự động thả ra mà vẫn đúng giờ mà mình đã quyết định đấy thì tốt, thì vẫn thành tựu quyết định ba la mật được. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Lực ạ. Dạ, kính thưa sư, xin sư cho con hỏi duyên khởi là gì ạ? Duyên khởi, duyên là cái nhân duyên, khởi là nó khởi lên. Cái nhân duyên nào nó khởi lên, ví dụ như là cái nhân duyên nào nó khởi lên cái thân năm uẩn này. Vì vậy cho nên là vị đó mới quán, vì tại sao mình có cái tái sinh vào trong bụng mẹ đấy, là cái nhân duyên nào mình đi tái sinh đấy là nó khởi lên đấy. Nhân duyên nào mà nó khởi lên đấy là vì có cái nghiệp hữu. Nhân duyên nào mà nó khởi lên nghiệp hữu là vì chấp thủ. Nhân duyên nào nó khởi lên chấp thủ là vì tham ái. Nhân duyên nào nó khởi lên tham ái là do cảm thọ. Nhân duyên nào nó khởi lên cảm thọ là do cái sự tiếp xúc. Nhân duyên nào khởi lên tiếp xúc là do sáu căn sáu trần. Nhân duyên nào do sáu căn sáu trần là do danh sắc. Nhân duyên nào khởi lên danh sắc là do thức. Nhân duyên nào khởi lên thức là do hành. Nhân duyên nào khởi lên hành là do vô minh. Vậy thì đấy là duyên khởi là vậy ha. Học giáo lý duyên khởi 12 nhân duyên là hiểu hết. Dạ. Dạ, con thưa sư, tu tại gia như thế nào cho đúng bổn phận của người tu tại gia và hướng đến tu xuất gia trong đời nay và đời sau? Tu tại gia thì mình làm hết các cái bổn phận của mình. Thì tu tại gia thì cũng tu thân, tu khẩu, cố ý tránh những cái điều tội lỗi, làm những cái điều phước này, giữ năm giới, học giáo pháp và thực hành giáo pháp. Đấy là cái sự tu tập với mình, xong là mình phải làm cái bổn phận. Ví dụ như là ở tại gia mình
là người chồng phải có bổn phận với vợ, với con cái, người vợ phải có bổn phận với chồng, với con cái, với cha mẹ, với họ hàng, với làng nước, làm tròn những cái bổn phận đó, mà mình không bỏ bê những cái bổn phận của mình. Đấy là cái người tại gia, mình phải làm tròn những bổn phận của người tại gia. Còn là hướng đến xuất gia là mình ước muốn là một ngày nào đó mình dứt bỏ được cái sự ràng buộc của người tại gia để đi xuất gia, chuyên tâm tu cho nó chuyên tâm hơn, cho nó chứng đắc niết bàn nhanh hơn, thì mình khởi lên cái ước muốn như vậy. Rồi một lúc nào đấy mình đi xuất gia thì mình cũng phải nghĩ rằng xuất gia sẽ có cái bổn phận của người xuất gia. Người xuất gia cũng phải có cái bổn phận là mình là mang cái hình tướng xuất gia, mình phải giữ cái oai nghi tề chỉnh, phải học cái pháp học, phải thực hành những cái pháp hành, phải có cái bổn phận là người xuất gia phải có cái bổn phận đối với tăng đoàn, đối với giáo hội, đối với Phật tử, đối với rất là nhiều những cái bổn phận. Tức là người nào mang cái danh phận gì thì phải làm tròn cái bổn phận của cái người đấy, thì đấy là cái sự tu tập. Dạ, con thưa sư, hiện tại còn 3 câu hỏi nữa, mình để buổi sau hay hỏi nốt cho nó hết đi, chứ buổi sau thì còn lâu. Dạ vâng. Dạ, vẫn câu hỏi của hành giả thiện lực ạ. Thưa sư, các vị A La Hán đã đắc A La Hán rồi có gặp được Phật không ạ? Đắc A La Hán ở thời này thì làm sao gặp Phật được? Vậy có thể nhớ về những kiếp trước của mình thôi. Đã từng gặp Phật trong quá khứ thì có thể. Chứ còn ở thời Đức Phật chưa còn tại thế mới gặp được Đức Phật nhập Niết Bàn thì sao gặp được nữa? Không có chuyện đó nhá. Dạ, con thưa sư, các vị Phật khi nhập Niết Bàn còn về các cõi khác như cõi trời để giảng giải phổ độ cho chúng sinh nữa không? Không có nhá, bỏ cái tà kiến đấy đi. Không có chuyện đó, nhập Niết Bàn rồi không làm gì còn đi đâu nữa. Không có thân, không có tâm, sao đi đâu nữa. Dạ, thưa sư, phần câu hỏi của hành giả cuối cùng ạ. Dạ, con kính bạch sư, vậy con có thể hiểu rằng thân cận bậc chân nhân chính là pháp môn căn bản, là một hành giả cần tu tập trong lộ trình tu tập đi đến Niết Bàn đúng không ạ? Đúng thế. Nếu mà một cái người đấy mà thân cận bậc chân nhân, rồi vị đó thuần thục lắng nghe và thực hành theo giáo pháp của bậc chân nhân, thì vị đó sẽ thành tựu được tất cả những cái đức hạnh của một bậc chân nhân. Dạ, con kính bạch sư, vậy bản chất mình chỉ mượn tên bốn khái niệm đất nước lửa gió để đặt tên cho bốn loại sắc chân đế nổi trội trong mình đúng không ạ? Đất nước lửa gió thì tất cả các cái sắc ở trong mình nó đều có bốn đại chủng là đất nước lửa gió, ngoài đó nó còn 24 cái y đại sinh, 24 cái y đại nó nương vào cái bốn đại chủng này nó sinh lên nữa, chứ không phải chỉ có bốn đại chủng khôi, còn nhiều các đại khác nữa. Dạ